Chương 11 Chương 11 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lai Lai lo lắng thuần túy là uổng phí Bị hắn lo lắng đối tượng hiện tại chính hưng phấn đắc không được Không có chút nào giác đắc mình ở bên bờ tử vong khiêu vũ Ta nghe được cự tinh tiếng gào Colin kiếm chỉ hữu phía trước, ở này Quá tốt rồi, chúng ta mau mau qua xem một chút đi Ông Doanh tiếp tục khuyến khích trước Colin nghe nàng cổ vũ âm thanh, chỉ cảm thấy trong lòng ngực một luồng hào khí đột ngột sinh ra, tự tin vọt tới phát sinh gầm rú khởi nguồn nơi. Không nghĩ tới rừng rậm nơi sâu xa vẫn còn có một mảnh hồ lớn, liền ở bên hồ, cự tinh chính với một con cự mãn đối lập nó vừa phát sinh tiếng gào, chính là vì đe dọa cái này đột nhiên xuất hiện đối thủ. Khả hiển nhiên, đe dọa vô dụng, con cự mãn này vẫn như cũ ở lại tại chỗ cùng cự tinh đối lập kiên trì muốn theo chân nó cướp cái này địa bàn. Chờ lời thề song sắc nói muốn cùng hung thú một mình đấu co linh vọt vào hồ lớn nhìn thấy này hai con cự thú, đột nhiên phát hiện hắn năng lực chịu đựng không hắn nghĩ tới mạnh như vậy. Chỉ nghe thanh âm thời điểm còn cảm thấy cự thú chỉ là có chút vi vũ mà thôi, nhìn thấy bản tôn mới phát hiện nguyên lai con thú dữ này có mấy trăm niên thụ cao như vậy, so với hắn tưởng tượng đáng sợ nhiều lắm, tiếp cận sau mới có thể cảm giác được hung thú tỏa ra uy coi, hắn hiện tại hai cổ chiến chiến liền đứng cũng không vững, bất cứ lúc nào muốn sợ đến quỳ xuống. Huống hồ nơi này không chỉ có một con cự tinh, còn có một con cự mãn. Liền co linh giới ở, hắn vừa không dũng khí xông lên nộ chém một tinh một mãn, cũng không có năng lực xoay người thoát đi nơi đây. Bởi vì hắn chân đã tê rần, không thể động đầy. Cự tinh khí thế thực sự là quá mạnh mẽ, mặc dù hắn không phải động vật mà là một nhân loại, cũng không khỏi bị nó quanh thân tỏa ra khí thế cấp làm cho khiếp sợ. Đáng hận nhất chính là bên cạnh nữ nhân kia lại vẫn ở khuyến khích hắn động thủ. Colin thiếu gia, chúng ta là trước chém con hầu tử kia vẫn là trước chém con rắn kia. Đi ngươi ít hầu tử xà. Thỉnh tôn xưng một tiếng tự tin cùng cự mãn. Colin hầu như cũng bị cái này ngốc nghếch nữ nhân ngu xuẩn tức chết. Liền hắn đều nhìn ra hồ lớn bên đối lập hai con hung thú bi thế hung hãn, làm sao nàng liền một điểm cũng không thấy. Câm miệng. Chúng ta ở này nhìn. Colin thấp giọng quát. Tại sao? Ông doanh một mặt vô tội, cự tin không phải ở này sao? Chúng ta nói cẩn thận muốn đối phó nó, hiện tại chỉ có điều là có thêm một con rắn mà thôi. Ngươi tưởng thượng liền mình tiến lên. Biệt kêu lên ta. Colin nghiêng đầu qua chỗ khác, tự nhìn chồng chọc hai con đối lập hung thú, chậm rãi na động bước chân lặng lẽ lui về phía sau ông doanh thấy thế cười hít mắt ở trên vai hắn vỗ một cái colin vốn là toàn bộ tinh thần đề phòng đột nhiên bị bị đánh một cái mạnh mẽ sợ hết hồn phản ứng lại sau chính là nổi giận ngươi có phải là có tật xấu hay không ta là tưởng nhắc nhở ngươi cái gì con rắn kia thật giống vừa ý ngươi ông doanh lùi về sau hai bước cùng colin kéo dài khoảng cách cái gì? Colin choáng ván, đột nhiên nghe được một tiếng hí lên, nghiêng đầu sang chỗ khác thì, chỉ thấy này con cự mãn dĩ nhiên thật sự ném xuống cự tinh mặt kệ, dũng trạng to lớn thân thể bỗng nhiên co rụt lại duỗi một cái, hướng nó bắn ra mà tới. Chỉ chớp mắt liền vọt tới trước mặt nó, cái miệng lớn như chậu máu ở Colin trước mặt mở ra, lộ ra màu đỏ tươi phân nhánh đầu lưỡi, sắc bén răng nanh, tanh hôi xác thối vị cùng một nát khí tức thẳng vào mặt phun ở Colin trên người. Colin đột nhiên cương trực, tiếp theo nhắm mắt lại thẳng tắp ngã xuống. Ông Doanh trơ mắt nhìn thấy hắn ngã chổng vó, tiến lên mò hắn mạch đập. Sống sót, là hôn mê. Tự mãn vẫn như củ đỏ mắt lên trừng mắt Colin, há to mồm muốn ăn hắn, chỉ là vẫn kiên kỵ trước ôn doanh ở bên. Nhưng Colin trên người tràn ngập trước khí tức thực sự là quá mỹ vị, nó rốt cục vẫn là nhẫn không xuống đi, một cái đuôi hướng ôn doanh quan lại đây, nó ngược lại không hy vọng một đòn liền đánh chết ôn doanh, chỉ muốn trước tiên đánh phi nàng, sau đó điêu co linh liền chạy. Có ta ở này, ngươi còn dám ra tay. Nàng dịu dàng nở nụ cười, tay phải tụ nổi lửa liên một đóa, nhẹ nhàng đưa về đằng trước. Này đóa hoa sen rơi vào cự mãn trên người, thình lình trải rộng toàn thân nó, cự mãn phát sinh một tiếng thê thảm hí lên sau liền nặng nề đập xuống đất. Nó trái tim đã bị này đóa hỏa liên đốt thành cho bụi, da thịt cũng thiêu đến tràn ra, phát sinh thịt nướng mùi thơm. Ông Doanh bay đến bầu trời, tay phải hướng phía dưới vạch tới, đem cự mãn xé ra. Chỉ là nàng ánh mắt ở cự mãn thi thể trung băng khoan chốc lát, nhưng không có tìm được mục tiêu của nàng vật. Con rắn này tại sao không có nội đan? Ông Doanh nghi hoặc mà hạ xuống, đến gần kiểm tra, phát hiện con trăng lớn này thân thể cùng cái khác tiểu xà không có khác nhau, tịnh không có thêm ra một thứ nó quả nhiên không có nội đan, tịnh không phải nàng không tìm được. Con trăng lớn này đuổi tới giới so với, so với những kia xà loại linh thú lớn lên càng to lớn hơn, mùi máu tanh cũng càng nặng. Thịt đúng là nhiều, nướng đủ ăn rất lâu. Đương ôn doanh kiểm tra xà thi thì, đầu kia cự tinh liền vẫn đàng hoàng nằm rạp ở tại chỗ. Nó tận mắt đến ôn doanh dùng một đóa hỏa hoa sen chớp mắt thiêu chết cự mãn, cũng nhìn thấy nàng giải phẫu cự mãn, Tự hồ đang tìm cái gì đông tây, hơn nữa không tìm được. Này bước kế tiếp, có phải là dự định từ nó trong bụng tìm? Tại cự tinh lo lắng cái kế tiếp đến phiên mình thì, ôn doanh cũng vừa vặn quay đầu nhìn lại. Một tinh, một người, một chút. Hống. Cự tinh hào một tiếng, quay đầu liền chạy. Ôn doanh cũng không có đuổi theo, nàng cười hiếp mắt nhìn cự tinh chạy trốn bóng lưng, lắc đầu nói rằng một con khỉ thịt cũng không nhiều lắm dùng, lần này tạm thời buông tha ngươi. Nàng vừa mới ở cự mãn thi thể bên trong tìm kiếm nội đan, trên tay dính huyết, hảo ở bên cạnh thì có cái hồ lớn, vừa vặn có thể tắm tay. Nàng chậm rì rì rửa sạch sẽ hai tay sau, mới nhấc lên ngã xuống đất ngất đi Colin bay ra rừng rậm. Trở lại tiến vào rừng rậm thổ pha bên, ông doanh đem Colin ném xuống đất, điểm nổi lên hỏa, thiết khối tiếp theo mảng sâu thịt ở thiết thiêm thượng, thượng hỏa thiêu chế chờ đến thịt trắng nướng chính, Kimberly chờ nhân tài từ bên trong vùng rừng rậm đi ra, Lai Lai căn bản không nghĩ tới ôn doanh lại ở rừng rậm bên ngoài đi, tức giận đến dơ chân. Ngươi có bị bệnh không? Mang theo Colin đi tìm hung thú, lại mình lén lút chạy ra ngoài. Ngươi có biết hay không chúng ta vì tìm các ngươi, ở trong rừng rậm xoay chuyển nửa ngày, các ngươi rõ ràng là lạc đường chứ? Ôn Doanh cười hì hì nói. Lai Lai nhìn thấy nàng cái này cực nhã dáng vẻ liền căm tức, vừa muốn mắng chửi, ông Doanh liền đưa cho một chuỗi thịt cấp hắn. Thứ đồ gì? Lai Lai hỏi. Thịt trắng. Ngươi từ đâu tới thịt trắng? Đầy đất đều vân. Ông Doanh nói, các ngươi ở trong rừng rậm nên cũng dết không ít chứ. Vừa nhắc tới rừng rậm, Lai Lai liền lại sinh khí, bất quá so với sinh khí, này xuyến thịt trắng mùi thơm đúng là càng làm hắn cảm thấy hứng thú. Hắn không nhịn được ăn một miếng. Thơm quá. Thịt trắng không phải có độc sao? Vincent cau mày hỏi. Lai Lai, Phúc đem thịt ói ra. Có độc. Ông Doanh bắt đầu chia phát sâu thịt, chỉ vào trên đất ném xuống mấy cây côn, ta đã ăn xong mấy xuyến, nếu như nó có độc, ta sớm đã chết rồi. Xà có độc, thịt trắng không có độc, nếu không nó cũng sống không tới như thế trường. Lai Lai vừa nghe cảm thấy có lý quan trọng nhất chính là ông doanh thảo thịt không biết bỏ thêm cái gì hương liệu lại còn nước mỡ dị thường ăn ngon ông doanh rất dễ dàng liền nói phục rồi hắn để hắn tiếp theo đem này xuyến thịt trắng ăn xong chờ hắn ăn nửa mấy xuyến nhất thời liền cắn người miệng mềm dù sao hắn ở trong rừng rậm cũng không bị thương ma Kim Berry buồn buồn ăn hai chuỗi hướng ông doanh vấn đạo các ngươi vừa nãy ở trong rừng rậm gặp phải hung thú sao có a Ông Doanh nuốt xuống một cái, dừng một chút, nói tiếp, còn có điều xà ni. Vậy các ngươi làm sao trốn về? Lai Lai hỏi. Colin bị xà dọa hôn mê, ta giết con rắn kia, cự tinh bị ta dọa chạy, sau đó ta liền mang theo Colin từ trong rừng rậm đi ra, ở chỗ này chờ các ngươi. Ông Doanh lẽ thẳng khí hùng nói. Lai Lai, Kim Berry. Vincent, Mã Tu, Loren năm cái nam nhân ngơ ngác mà nghe xong, trầm mặt chốc lát, đột nhiên cười ha ha. Lai Lai cười đến vưu lớn tiếng. Ha ha ha. Thôi đi, ngươi thật hội khoác lát. Nếu như trong rừng rậm thật sự có hai con hung thú, ngươi còn có thể trở về chiếm được, được rồi. Kỳ thực chúng ta đoán cũng đoán ra ngươi là tại sao trở về, ta không hỏi là được rồi. Hắn cúi đầu nhìn vẫn như cũ hôn mê Colin, cười nhạo nói. Bất quá, thật không nghĩ tới hắn so với lá gan của ngươi còn nhỏ colin thiếu gia lần thứ nhất nhìn thấy như vậy đại một con rắn bị dọa ngất cũng là bình thường ông doanh đạo còn thổi đâu lai lai lắc đầu một cái đá đá colin này kimberry kéo hắn một cái ngược lại hắn hôn mê lai lai nhiều đá hai chân colin mọi người tỉnh rồi cũng không dừng lại cho hắn một hồi Colin sau khi tỉnh dậy vẫn cứ ký đắc mình trước khi hôn mê tấm kia cự mãn cái miệng lớn như chậu máu, sợ đến oa oa kêu to, nhắm mắt lại nhảy lên đến chạy loạn nhảy loạn, mãi đến tận hắn nghe rõ Kim Berry cùng ôn doanh đều đang kêu gọi tên của hắn, mới dần dần lấy lại tinh thần. Colin thiếu gia, ngươi không có sao chứ? Ông doanh thanh âm ôn hòa ghé vào lỗ tai hắn vang lên, làm hắn lấy dũng khí mở mắt ra. Sau đó hắn phát hiện mình đã không ở rừng rậm, lẽ nào, Vừa tất cả đều là ảo giác. Ông doanh lúc này cười nói. Colin thiếu gia cuối cùng cũng coi như tỉnh rồi, ta còn tưởng rằng con rắn kia thật sự có dọa người như vậy ni. Xà. Colin lại nhảy lên, cái gì xà? Nơi nào có xà? Lai Lai hạ thấp giọng. Không thể nào, bọn họ thật sự gặp phải cự xà. Gặp phải còn có thể sống sót. Vincent nhỏ giọng trả lời, khả năng là xa xa nhìn thấy nhưng mặc kệ như thế nào ai cũng không dám nói tới quá lớn tiếng colin vừa rít gào âm thanh thực sự là quá to lớn đáng sợ cực kỳ ai cũng không dám kích thích hắn colin bụng mặt liều mạng kêu to tượng căng lò so nhất dạng ở tại chỗ không ngừng đổi chân chân trái chân phải chân trái chân phải nhảy lên nửa ngày khiêu được rồi mới bình tĩnh nhưng loại này bình tĩnh chỉ là so ra trên thực tế hồ lớn một nhóm cấp hắn tạo thành nghiêm trọng bóng ma trong lòng chỉ như hắn cũng không dám nữa nói lung tung muốn đi theo hung thú đánh nhau. Chương 12 Chương 12 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Colin triệt triệt để để biến thành người khác, hắn không chỉ có không lại nháo trước muốn tìm hung thú đánh nhau, sáng sớm trời giường cũng không sái thiếu gia tính khí muốn đưa thủy đến trước mặt rửa mặt súc miệng mới bằng lòng khoảng chi bồng, ngoan ngoãn theo đại gia một khối trời giường, thu dọn đồ đạc sau đi tìm hồ, tìm tiểu khê, nói chung đội hữu đi đâu hắn đi đâu. Ở hồ lớn hôn mê sau, là ôn doanh nhất theo hắn ra rừng rậm, lần này trải qua để hắn rõ ràng nếu như hắn thật sự chọc giận ban này dông binh bị vứt tại giả ngoại, liền không ai sẽ quan tâm hắn chết sống. Kim Berry chờ nhân đối này tự nhiên là nhạc thấy thành, không nghĩ tới xuyên một lần rừng rậm cái gì đều không tổn thất đúng là đem khó hầu hạ tiểu thiếu gia đổi thành đàng hoàng tân đội hữu. Có Colin phối hợp, đoàn người đẩy mạnh tốc độ thêm nhanh hơn gấp đôi. Trước đi chậm rãi, thuần túy là vì chăm sóc Colin đương đi ra du ngoạn tâm thái, xem ngắm phong cảnh, tìm thắp nơi hung thú, hiện tại hắn cuối cùng cũng coi như không lại nói muốn tìm hung thú chuyện, mấy người đi thẳng tắp hướng vương đô chạy đi, hơn một giờ dư lộ đều không đi, tự nhiên thực sự nhanh hơn nhiều. Bất quá, đi vương đô cũng không phải một đường đường bằng phẳng, giả ngoại hung thú khó tìm kiếm, giả thú nhưng rất thông thường, gặp phải đơn độc giả thú cũng còn tốt, sợ sẽ nhất là gặp phải bầy sói bực này giả thú, lại nhiều lại giả dối. Cũng may trong đội ngũ có ôn doanh, Vincent hai tên hỏa phép thuật sĩ, lại có Loren như vậy xạ thủ, có thể từ khoảng cách rất xa bắt đầu đã kích bầy sói, Dứt tới gần thì đã không còn mấy chỉ, mã tu mang theo đại chủy tử xông lên một truy một cái, đem đầu sói đánh cho ốc vỡ toan, lai lai cầm đoạn đao ở mấy thất lan qua lại, ra tay liền muốn mệnh. Kimberry. Kimberry cầm kiếm bảo vệ Colin, chủ yếu phụ trách, nhìn. Hắn cũng không phải là không muốn ra tay, thế nhưng đánh một đám giả thú hắn cũng không thể liều mạng, cũng chỉ triệu hoán một ít đồng dạng giả thú ra đến giúp đỡ. Những này giả thú ở vừa chịu đến triệu hoán thì, hơn nữa đều là nghe lời, theo thời gian chuyển dời trung thành độ hạ thấp, nhưng mới từ huyết trong lốc xoáy khiêu lúc đi ra vẫn là đồng ý giúp đỡ sát quái. Khả vấn đề sự Kim Berry năng lực không đủ, hắn triệu hoán thuật là tùy cơ, có về gọi ra một con rắn. Colin vừa nhìn thấy con rắn này liền nghĩ tới mình hồ lớn ác mộng, tại chỗ lại thẳng tắp té xỉu, suýt chút nữa bị nhân cơ hội nhào lên sói hoang cắn chết. Ông Doanh đúng lúc bù đắp một cái quả cầu lửa, đem sói hoang đốt thành tro bụi, cứu Colin một mạng. Phát sinh sau chuyện này, Colin chết sống không cho phép Kim Berry động thủ, làm cho cái này triệu hoáng sư đã biến thành nắm phổ thông kiếm kỵ sĩ nói như vậy giết cái gì liền lấy cái gì thịt khảo đến ăn nếu như là lan thịt bởi vì thịt quá nhiều vậy thì phải đem dư thừa thịt xử lý một chút da sói cũng phải lột ra đến có thể bán lấy tiền trong đội ngũ có hai cái hỏa pháp ở giả ngoại liền rất phương diện bất cứ lúc nào có thể nhóm lửa món chính là lương khô một ít bánh bột ngô thô ráp cực kỳ đắt mang nước lại uy xuống quyết không thể làm ít. Lần tới vẫn là mang điểm bánh tráng đi, đồ chơi này quá khó ăn. Lai Lai tả oán nói. Vạn nhất ra cái gì bất ngờ, không thể đúng lúc đến tòa tiếp theo thành, chúng ta không được chết đói. Vincent phản đối, lương khô rất tốt, cũng không phải là không thể ăn, muốn ăn tốt, vào thành hiểu được vân. Trên đường đâu đâu cũng có giả thú, thực sự không được, để đội trưởng triệu hoán một cái ma. Lai Lai nói nói xong cũng đã trúng Kim Berry một cái bạo lực. Kim Berry có thể không căm tức sao? Hắn triệu hoán là muốn cắt tay lấy huyết, hắn cũng làm đội trưởng, còn bắt hắn đương dự trữ lương. Không bằng một người lùi một bước, lương khô cũng mua, bánh tráng cũng mua. Ông Doanh nói, ăn trước bánh tráng, nếu là gặp phải bất ngờ, ăn nửa lương khô. Đến Tân Thành, liền đem trước mua lương khô giá rẻ bán cho người nghèo. Cứ như vậy, cũng không hội lãng phí lương thực cũng sẽ không lãng phí tiền ngược lại lương khô vốn là bán chiếm tiện nghi ta cảm thấy ôn ôn chủ ý không sai lai lai chống đỡ vincent lúc này cũng không làm trái lại dù sao hắn chỉ là lo lắng tự thân an toàn nhưng bản thân kỳ thực cũng rất ghét bỏ này lương khô mùi vị đến tòa tiếp theo thành sau lai lai chủ động đưa ra đi chọn mua bánh tráng còn lương khô cũng không cần thiết vội vã bán nó không thể dễ dàng như thế xấu có thể gửi rất lâu, đến vương đô trước lại ra tay cũng tới kịp. Dựa theo cái này dòng suy nghĩ, Kim Berry còn mua thắt con ngựa. Kỳ thực dòng binh rất ít cưỡi ngựa, bởi vì thường thường muốn chiến đấu, lên núi, nếu là dẫn theo mã trái lại không tiện, nếu là mã chạy hoặc là chết rồi vẫn là một loại tổn thất. Nhưng lần này bọn họ tiếp chính là hộ tống nhiệm vụ, tự nhiên càng nhanh đem Colin đưa đến vương đô càng tốt, vì thế mua ngựa cùng cỏ khô, một đường ra roi thuốc ngựa, ăn bánh tráng cùng lan thịt, 10 ngày liền đạt tới vương đô. Đến vương đô sau, mấy người phân công nhau hành động. Lai Lai, Mã Tu, Loren ba người đi bán ngựa cùng lương khô, ôn doanh, Kim Berry, Vincent, Colin bốn người đến dòng binh công hội giao phó nhiệm vụ. Vương đô dòng binh công hội thì lại so với hách bên trong thành càng thêm xa hoa, không chỉ có vài đống pháo đài, pháo đài trong lúc đó còn có lục thực bố trí mê cung, nó bản ý đương nhiên sẽ không là ở đây làm cái mê cung, nhưng đối với lần đầu tiến vào vương đô công hội dông binh tới nói, nơi này cùng mê cung cũng không khác nhau, cũng là muốn lạc đường. Ông Doanh chú ý tới không giống pháo đài đều đẩy màu sắc khác nhau đầy, to lớn nhất mấy tòa pháo đài phân biệt là kim, hồng, ngân, hắc, còn lại đều là màu trắng. Đây là đối ứng chúng ta dông binh đẳng cấp. Kim Berry làm cho nàng lấy ra dông binh huy chương. Ông Doanh nắm huy chương là màu đen, những người khác nhưng là màu bạc. Nhiệm vụ lần này tích chia rất nhiều, ngươi làm tiếp mấy cái nhiệm vụ hoàn thành cơ sở điều kiện, rất nhanh sẽ có thể thăng cấp. Kim Berry dạy nàng, dòng binh đẳng cấp chia làm kim, hồng, ngân, hắc, ngươi thăng cấp sau là có thể đến dòng binh công hội đổi thành màu bạc huy chương. Hiện tại ngươi cái này huy chương là thiết làm, đón lấy huy chương nhưng là làm bằng bạc, làm bằng bạc nạm hồng bảo thạch, kim chất. Vậy ta nếu như muốn tiếp tục thăng cấp, nắm hồng huy chương, huy chương vàng lại cần bao nhiêu điểm đâu? Muốn tiếp tục thăng cấp. Kim Berry cười nói, nắm hồng huy chương cùng huy chương vàng cần điểm càng là lượng lớn, khả không thể so từ hắc huy chương thăng cấp đến huy chương bạc dễ dàng, hơn nữa còn muốn vượt cấp làm nhiệm vụ, tiểu đội cũng có cơ bản số lượng yêu cầu, quan tiểu đội chúng ta còn xa lắm đây. Nói xong hắn lại nghĩ tới Ôn Doanh là cái hội chữa trị thuật ma pháp sư hắn khả không thể dội nước lã, vạn nhất đem nàng dọa chạy, đổi nghề đến cái khác dòng binh tiểu đội làm sao bây giờ. Liền hắn còn nói, nhưng chúng ta chỉ cần đủ nỗ lực, sớm muộn cũng có thể bắt được hồng huy chương cùng huy chương vàng, làm người thế nào cũng phải có chí khí. Mang hắc thiết huy chương tiếu tưởng huy chương vàng, này không phải có chí khí, là ngu xuẩn tự đại. Một cái trào phúng thanh âm vang lên. Kim Berry quay đầu đi, phát hiện giảng lời này người là nhất danh pháp sư. Pháp sư rất trẻ trung, cùng ôn doanh nhất dạng là tóc đen, ăn mặc màu đen áo da, trong tay nắm một thanh pháp trượng, ở trên pháp trượng khảm nạm một viên hoàng bảo thạch. Đương nhiên, hấp dẫn nhất kim berry không phải đầu người này pháp cũng không phải người này pháp trượng, mà là trước ngực hắn khảm nạm hồng huy chương. Pháp sư chu vi theo hơn 20 người, một nửa đều là cơ thịt trắng háng, mỗi người lưng hùng vai gấu so với mã tu còn trắng nửa kia nhưng là xạ thủ cùng pháp sư, hoặc là cầm pháp trượng hoặc là cầm cung tên, đều đeo trước huy chương bạc. Những người này huy chương bạc cơ bản đều có ba cái hoa ngân, mà Kim Berry nhưng là hai cái. Vincent cùng không ở chỗ này mặt khác ba người trước ngực đeo huy chương bạc đều chỉ có một cái hoa ngân. Ông Doanh phát hiện đối diện Pháp Sư Chờ Nhân vẫn hết sức đẩy Kim Berry huy chương, mới chú ý tới điểm ấy. Chỉ là mấy cái ngân chương dông binh, liền cấp 2 đều chỉ có một cái, dám nói mạnh miệng khoe khoang sớm muộn có thể bắt được huy chương vàng. Thực sự là buồn cười. Pháp sư Kinh thường nói. Lai Lai không ở này, phụ trách phát ra người liền chỉ có một cái Vincent, nhưng hắn kiên kỵ người Pháp sư kia trước ngực đeo hồng huy chương, không dám trực tiếp mắng hắn, dựa vào lý lẽ biện luận. Chúng ta câu nào nói sai? Chỉ là cường điệu muốn nỗ lực thôi, lẽ nào làm người không nên có chí khí? cho rằng bằng vào nỗ lực liền có thể bắt được huy chương vàng, khó trách các ngươi chỉ là chỉ là một đám ngân chương dông binh. Pháp sư nhìn ôn doanh một chút, phát sinh xem thường tiếng cười, vẫn còn có cái mang thiết huy chương. Ông doanh cười thanh khách bóp lấy Colin eo, ngắt lấy hắn trên eo thịt mạnh mẽ ngắt một vòng. A a a a, đau. Biểu ca cứu ta. Colin kêu to. Colin. Pháp sư đổi sắc mặt, chỉ vào Kim Berry gọi đội viên của ngươi đem ta biểu đệ thả. Ngươi là hắn biểu ca. Kimberry trợn mắt lên, quay đầu lại nhìn Colin. Ông Doanh đã buông lỏng tay, Colin thật không tiện vò vò hông của mình, nhỏ giọng nói. Ta lần trước cùng biểu ca ta nói hội mình đến Vương Đô, kết quả đáp các ngươi đi nhờ xe, thật không tiện với hắn tương nhận ma. Chương 13 Chương 13 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Pháp sư tiên sinh, chúng ta chỉ là nhận ngươi biểu đệ hộ tống nhiệm vụ, cũng không phải là lừa hắn nhập đội, ngươi không cần như vậy châm đối với chúng ta. Ông Danh chậm rãi nói rằng, Kim Berry nghe xong nàng, lúc này mới chợt hiểu ra, không trách người Pháp sư này vừa lộ diện liền đối với bọn họ âm dương quái khí, hóa ra là ghét bỏ bọn họ tiểu đội đẳng cấp thấp lại mang theo mình biểu đệ, lấy vì bọn họ lừa gạt Colin nhập đội, không trách há mồm liền trào phúng bọn họ huy chương đẳng cấp, Colin hùng hục chạy đến pháp sư nơi đó, cười hì hì nói: "Amon biểu ca, thật là khéo, nếu không là ở này gặp phải ngươi, ta cũng không biết muốn lên đi đâu tìm ngươi đây." Pháp sư Amon vỗ vỗ bờ vai của hắn, gọi hắn cùng mình đi. "Chờ một chút." Kimberry bận biệu nói, "Chúng ta tiếp chính là hộ tống nhiệm vụ, còn phải phiền phức Colin thiếu gia theo chúng ta đi giao tiếp một hồi nhiệm vụ." "Vậy là các ngươi sự." Amon khinh thường nói: chỉ là mấy cái ngân chương dông binh, thiếp chương dông binh, dám theo ta tranh luận, hiện tại hoàn hảo ý tứ cùng ta bàn điều kiện. Thấy thuyết phục không được Amon, Kim Berry không thể làm gì khác hơn là đem khẩn cầu ánh mắt tìm đến phía Colin. Colin thiếu gia, vang cầu ngươi. Thích. Có hồng chương biểu ca chỗ dựa, Colin lại tìm về hắn ngạo mạn, cao ngạo nghiêng đầu sang chỗ khác nói rằng, biểu ca, ta trở về với ngươi hắn tự giác khoảng thời gian này ở giả ngoại quả thực chịu nhiều đau khổ cẩn thận ngẫm lại hoàn toàn cũng là bởi vì cái này ngân chương tiểu đội năng lực không đủ duyên cớ nếu như đổi thành hắn biểu ca hồng chương tiểu đội làm sao có khả năng hại hắn bị chỉ là một con hung thú dọa ngất tất cả đều là không làm được sự rác rưởi tuy rằng hắn đến vương thành nhưng nội tâm hắn tịnh không đồng ý nhiệm vụ này viên mãn hoàn thành căn bản không muốn phối hợp kim berry đi giao tiếp nhiệm vụ Colin cũng không quay đầu lại theo sát trước Amon tiểu đội ly mở ra. Làm sao bây giờ? Kim Berry nhức đầu không thôi. Ngươi đi giao nhiệm vụ thử xem ma. Ông doanh dực dây đạo, có thế dòng binh công hội người so với cái kia mang hồng chương giảng đạo lý đâu. Đúng đấy, ngươi đi thử xem. Vincent nói, chúng ta ít nhất còn có một viên trân châu. Có trân châu không có ai, bọn họ nói không chắc không công nhận. Kim Berry không có như thế lạc quan. Nhưng hắn vẫn là đáp ứng đi thử xem. Ông Doanh chăm chú đi theo phía sau hắn, cùng đi giao nhiệm vụ sau quầy. Vừa Kim Berry đoàn người cùng Amon chờ nhân phát sinh xung đột, không ít người đều nhìn thấy, chờ Kim Berry lại đây xếp hàng thì, những người này đều đầy mặt đồng tình cấp hắn tránh ra vị trí. Tuy rằng nơi này là vương đô, nhưng hồng chương dông binh vẫn như cũ hiếm thấy, phần lớn người đều là ngân chương dông binh, một phần nhỏ nhưng là cùng ôn doanh nhất dạng thiết chương dông binh, đều là bị Amon xem thường tiểu nhân vật. Những người này tuy rằng sẽ không giúp bọn họ cùng Amon đối lập, nhưng xuất phát từ đồng tình cấp điểm trợ giúp tỷ như để hàng đơn vị trí vẫn là làm được đến. Giao nhiệm vụ Kim Berry lấy ra trang trân châu lễ hộp, đặt ở trên quầy, trần chờ nói, nhiệm vụ HL30021092711, nhiệm vụ HL30021092712, chứng minh vật, trân châu, chứng minh nhân. Chứng minh nhân. Chứng minh nhân Colin, vừa tùy tùng vị kia hồng chương dòng binh Amon đi rồi, ngươi vẫn ngồi ở đây nên xem hết thấy chứ. Ông doanh từ Kim Berry sau lưng bốc lên cái đầu, cười hít mắt ngồi đối diện ở sau quầy công nhân viên nói. Ôm ôm. Kim Berry sốt sắng mà lôi nàng một hồi. Dòng binh công hội người đều rất ngạo mạn, làm sao có thể dùng loại này mệnh lệnh giống như ngữ khí đối với bọn họ nói chuyện đâu. Công nhân viên ngẩng đầu lên, cùng ôn doanh đối đầu con mắt, ngơ ngác mà nói. Ta thấy, chứng minh nhân Colin, hoàn hảo không chút tổn hại. Sau đó mở ra lễ hộp kiểm tra Trân Châu, xác nhận Trân Châu cũng là hoàn hảo không chút tổn hại sau, lấy ra màu vàng chương tử, chấm trám một bên màu xanh lam mực nước, ở hai phân trên văn kiện con dấu, sau đó đưa trả lại cho Kim Berry. Kim Berry mờ mịt cầm văn kiện, ngơ ngác mà nhìn Ôn Doanh, "Này, vậy thì hoàn thành." "Đây là thù lao." Công nhân viên điểm ra một hộp kim tệ, mang lên quầy hàng, điểm đã ghi lại ở kênh kênh tiểu đội sở hữu thành viên danh nghĩa, "Còn có chuyện gì khác không?" "Không có." "Không có." Kim Berry cao hứng lấy đi hộp, vừa hắn tận mắt đến công nhân viên đếm, cũng không cần lại nghiệm chứng, ôm hộp mau chóng rời đi sau quầy công nhân viên đã giơ tay lên cái kế tiếp ba người ở chúng dòng binh ánh mắt khiếp sợ trung ra bên ngoài chạy ra ngân nhọn pháo đài chạy đến bên ngoài mở ra nhìn vincent dục. không phải ảo giác chứ kimberry vội vã mở hộp ra xác nhận bên trong chứa đầy kim tệ mau mau chụp lên cùng vincent nắm thật chặt bắt tay thật sự nộp hắn cao hứng không riêng là bởi vì bắt được nhiều tiền như vậy cũng bởi vì nhân viên kia hứa nặc đã đem hoàn thành hai nhiệm vụ điểm ghi lại ở kênh cần tiểu đội sở hữu thành viên danh nghĩa. Vậy thì mang ý nghĩa bọn họ toàn cũng có thể thăng đợi. Chờ lai lai bọn họ đến rồi, chúng ta đem huy chương cầm thêm ấn. Kim Berry hưng phấn nói. Cái gọi là thêm ấn, chính là ở huy chương trên có khắc ngân, chỉ cần thỏa mãn năm cái hoa ngân, liền thỏa mãn lên cấp hồng chương điều kiện cơ bản. Lần này vận may thật tốt. Vincent cảm khái. Đúng đấy. Ông Doanh gật đầu, may là dòng binh công hội người so sánh giảng đạo lý. Kim Berry. Hắn đột nhiên hoài nghi vừa công nhân viên như là trứ ma dạy ra dáng vẻ chính là ông Doanh làm, nhỏ giọng hỏi. Ngươi làm ra. Ngươi làm sao hội đoán được trên người ta nha. Ông Doanh hỏi ngược lại. Đúng đấy, cùng với nàng có quan hệ gì? Vincent đâm đâm Kim Berry cánh tay, chúng ta mau mau đi tìm bọn họ mấy cái. Hắn chỉ chính là Lai Lai, Mã Tu, Loren. Mấy người hẹn cẩn thận từng người làm xong chuyện của chính mình sau, ở vương đô Spencer cách trước tử điếm chạm trán, chờ Kim Berry bọn họ lúc chạy đến, Lai Lai bọn họ đã sớm đến. Sáu người vào quán rượu, tìm một cái đơn độc phòng khách tụ tập cùng một chỗ. May là ngươi đi chọn mua. Vincent nói, nếu không ngươi đắc cùng Colin hắn biểu ca ầm ĩ lên. Lai Lai cũng mặc kệ cái gì Hồng Chương Ngân Chương, hắn muốn nói cái gì liền nói, xưa nay đều không quản được miệng mình. Colin hắn biểu ca. Xảy ra chuyện gì? Lai Lai quả nhiên đối cái đề tài này cảm thấy rất hứng thú. Vincent lập tức hóa thân bá báo kỳ, đem vừa ở trong binh công chuyện sẽ xảy ra từ đầu tới đuôi nói một lần, đương nhiên không đổ vào Amon trực tiếp mang đi Colin suýt chút nữa đạo trí nhiệm vụ bọn họ không cách nào giao tiếp việc này may là dòng binh công hội người so sánh giảng đạo lý. Hắn tham ô ôn doanh, nói, hắn khả năng là nhìn thấy chúng ta cùng Amon cãi nhau, nghe được hắn gọi Colin danh tự, liền trực tiếp cho chúng ta đem nhiệm vụ công việc hoàn thành, không phải vậy chúng ta lần này sẽ phải xui xẻo rồi. Nếu như giao tiếp thất bại, không chỉ có không còn thù lao, không còn điểm, còn có thể cổng lấy hai cái nhiệm vụ chưa hoàn thành ghi chép. Phải biết bọn họ kền kền tiểu đội tối tự hào chính là sở hữu nhiệm vụ đều viên mãn hoàn thành, không có bất kỳ bất lương ghi chép. Cái này cũng là lúc trước bọn họ có thể từ đông đảo người cạnh tranh trung bộc lộ tài năng trọng yếu nguyên nhân. Cái kia Colin cũng là đáng ghét, rõ ràng chỉ cần đi lộ cái mặt liền được rồi cũng không muốn, chính là với hắn biểu ca nhất dạng, cố ý chỉnh chúng ta. Lai Lai vẫn quốc nói, thực sự là quá hỏng rồi. Đúng đấy đúng đấy ông Doanh vừa ăn xa kéo biên phụ họa. Amon có gì đặc biệt? Ta biết hắn, lúc trước cũng chỉ có điều là vận khí hảo gia nhập một cái hồng chương tiểu đội, lăn lộn một đống lớn điểm mà thôi, hắn có thể đăng ký mình tiểu đội, cũng là trước đội trưởng nâng đỡ, lại không phải dựa vào hắn năng lực của chính mình. Đúng đấy, đúng đấy. Ông Doanh đã bắt đầu ăn mì, phan chính là hắc tiêu chấp, mùi vị rất tốt. Ngươi cũng nhận thức Amon. Lai Lai nói, Ta nghe nói hắn đội trưởng giúp hắn, là bởi vì tưởng cấp mình lộng cái tiểu phân đội, chuyên môn hoàn thành một ít không thích hợp chủ đoàn đội đi làm nhiệm vụ mà thôi, mượn Amon tay lộng cái xác không tử, có phải là thật hay không? A. À, ông Doanh nghi ngờ nói, ngươi hỏi ta. Ngươi không phải cũng nhận thức Amon sao? Ngày hôm nay mới quen. Vậy ngươi vừa nãy, đúng đấy đúng đấy, đáp ứng cái gì? Tùy tiện phụ họa một hồi ma. Ông Doanh nghi ngờ nói, "Này không phải nên có lễ phép sao?" "Ngươi, ta xem chúng ta vẫn là trước đêm thù lao phân đi." Kim Berry mau mau đến điều đình. Hắn đem hộp lấy ra, bãi ở trên bàn. "Hai nhiệm vụ, Colin trị 350 kim tệ, Trân Châu trị 350 kim tệ, tổng cộng 700 kim tệ, cứ dựa theo trước đây quy củ, đều phân, một người 100 cái kim tệ, thế nào?" Ở hách bên trong thành thành chủ sở dĩ cấp bỏ thêm một cái hộ tống nhiệm vụ, là bởi vì ngân chương tiểu đội thù lao là có hạn mức tối đa, nhiều nhất chỉ có 350 cái kim tệ, thành chủ lại lo lắng bọn họ cầm tiền chạy trốn, vì thế không muốn nhắc tới trước thanh toán thù lao, cũng không yên lòng để Colin cầm tiền, bởi vậy mới gia tăng rồi một cái hộ tống trân châu nhiệm vụ, tăng cao thù lao, để kền kền tiểu đội người có thể tận tâm tận lực bảo vệ Colin an toàn. Bất luận làm sao, thành chủ nguyện vọng đạt thành, bọn họ xác thực đem Colin an toàn đưa đến vương đô, cũng giao tiếp nhiệm vụ, bắt được thù lao. Tuy rằng quá trình ra không ít bất ngờ, kết quả đều là tốt đẹp. Ông Doanh mặc dù là đội viên mới, nhưng nàng trả giá đại gia cũng thấy được, vì thế vẫn chưa phản đối Kim Berry đều phân yêu cầu. Lại nói, kênh kênh tiểu đội chia tiền quy cũ xưa nay đã như vậy, lại không phải ngao tuổi nghề, đại gia đều là mới vừa vào đội liền có thể cùng đội hữu đều phân, vì thế ai đều thật không tiện nói ôn doanh không xứng nắm nhiều tiền như vậy. Kim Berry đưa cho ôn doanh một cái túi áo, làm cho nàng có thể đem kim tệ bỏ vào. Ngươi phải nhớ kỹ giữ gìn kỹ, nếu như không yên lòng, sợ như thế nhiều tiền làm mất rồi, có thể đi dòng binh công hội hối đoái một tấm kim tiền giấy. Hảo, ta chờ đợi thử xem. Ôn Doanh lại hỏi, vậy chúng ta sau đó phải làm cái gì? Đón lấy. Ăn, uống, ngoạn, nhạc. Lai Lai nói, nơi này nhưng là vương đô. Ngươi cầm 100 cái kim tệ, muốn mua bao nhiêu trân châu đều được. Ba rốc vương quốc một nửa ven biển, lấy sản xuất dị hình trân châu nghe tên, nhưng cũng có hình tròn trân châu bán. Ông Doanh mỗi đến một thành trì, đều sẽ đi cuốn trân châu thị trường, nhưng Lai Lai chờ nhân chưa từng gặp nàng mua trân châu, bởi vậy cho rằng nàng là mua không nổi, vì thế chỉ đi trên thị trường nhìn. Hiện tại có thù lao, tự nhiên muốn mua bao nhiêu liền có thể mua nhiều thiếu. Chương 14 Chương 14 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nộp nhiệm vụ phân tiền, một lần nhiệm vụ quy trình mới xem như là hoàn mỹ kết thúc. Mỗi khi vào lúc này, liền cần Kim Berry người đội trưởng này đi ra làm tổng kết trần từ. Chúng ta trước ở lại, lại nói ngoạn sự ta dự định ở vương đô nơi này lưu lại ba ngày ba ngày nay sở hữu nhân cũng có thể tự do hoạt động sau ba ngày chúng ta lại đi tiếp nhận vụ giúp ngươi sớm ngày đột phá thiết chương đẳng cấp hắn nói chuyện câu cuối cùng đều là để cho ôn doanh những đội viên khác đều quen thuộc làm sao mới ba ngày a à? lai lai oán giận từ hách bên trong thành đến vương đô một đường nhiều khổ cực ít nhất cũng phải nghỉ ngơi cái năm ngày mới có thể hoãn đến đây đi đúng đấy đúng đấy. Vincent học ôn doanh âm thanh, nỗ lực tranh thủ một ít đồng tình phân. Tiếp mấy cái nhiệm vụ đơn giản mà thôi. Nàng đã hoàn thành quá ngân chương nhiệm vụ, làm tiếp mấy cái thiết chương nhiệm vụ liền có thể đổi huy chương. Kim Berry bất đắc dĩ hỏi, lẽ nào thiết chương nhiệm vụ các ngươi cũng không làm được? Soạt lượng A. Lai lai thở dài, được rồi được rồi, ba ngày liền ba ngày. Các ngươi cũng không cần quá thất vọng, Ta định đem nàng nhắc tới ngân chương dông binh sau, liền mang bọn ngươi đi đón hồng chương nhiệm vụ." Kim Berry cười nói, "Thế nào? Có muốn hay không cố gắng một chút, xung kích một hồi hồng chương dông binh?" "Hồng chương dông binh?" Lai Lai căng thẳng lại hưng phấn, "Chúng ta, ta cảm thấy chúng ta thực lực đầy đủ, kém chính là điểm cùng hồng chương nhiệm vụ." Kim Berry nói, "Ta hội chăm chú chọn chọn một dễ dàng hoàn thành, khả năng điểm cùng thù lao sẽ khá thiếu." Nhưng tuyệt đối là hồng chương nhiệm vụ, nếu như chúng ta không thể hoàn thành, cũng có thể nhìn thẳng vào thực lực của chính mình cùng kiếm khuyết chỗ. Các ngươi ngẫm lại ngày hôm nay cái kia gọi Amon pháp sư mắng chúng ta, ta nghĩ các ngươi khẳng định không muốn cả đời làm cái ngân chương liền xong chứ. Đương nhiên không muốn. Dù cho là không lên tiếng mã tu cùng Loren, nhớ tới Vincent chuyển cáo Amon, quả thực trong đôi mắt đều bốc lửa. Hồng Chương Dông Binh liền có thể xem thường Ngân Chương Dông Binh sao? Hắn cũng bất quá là sớm một chút trở thành Dông Binh thôi, dựa lưng đại đoàn đội, chẳng có gì ghê gớm. Bọn họ kền kền tiểu đội cũng sớm muộn hội lên cấp thành Hồng Chương tiểu đội, trên thực tế, bọn họ tiểu đội tạo thành tuyệt đối là khỏe mạnh nhất, đặc biệt là song hỏa pháp phát ra, có thể làm cho không ít tiểu đội ước ao. Kim Berry, người đội trưởng này càng là kỳ binh, bọn họ tiếp xúc những tiểu đội khác đều chưa từng nghe nói có Triệu Hoán sư, có thể thấy được Triệu Hoán sư cỡ nào hiếm thấy. Còn có một việc Kim Berry vẫn không nói, trước là không có cơ hội, hiện tại nhưng là không biết Ôn Doanh có nguyện ý hay không để hắn kể ra bí mật này. Vậy thì là Ôn Doanh không chỉ có là cái hỏa pháp, hơn nữa còn hội chữa trị thuật, liền coi như bọn họ bị thương nàng cũng có thể lập tức trị liệu, từ hiệu quả trị liệu đến nhìn nàng không phải một cái người mới học. Tuy rằng Kim Berry cũng sẽ nghĩ, tượng ôn doanh như thế ma pháp sư ưu tú vì sao lại gia nhập chính hắn một tiểu đội. Nhưng ở chung hơn 10 ngày, hắn biết ôn doanh đối nhóm người mình không có ác ý, cũng đã giúp bọn họ rất nhiều, vì thế trừ phi nàng chủ động nói muốn rời khỏi tiểu đội, không phải vậy hắn làm bất kỳ phán đoán đều sẽ đưa nàng là đội viên cân nhắc ở nội. Ăn xong cơm trưa sau đó, đoàn người ở Spencer cách khách sạn mở ra 6 cái gian phòng trong tình huống bình thường bọn họ hội chen ở hai cái trong phòng, chỉ có ôn doanh mình đơn độc khai một cái phòng, nhưng hiện ở tại bọn hắn kiếm lời 100 cái kim tệ, tự nhiên không muốn lại chụp chụp tác tác. Bất quá trở về phòng thời điểm lai lai vẫn là oán giận một câu. Vương đô giá hàng thực sự là quý A, trụ một ngày dĩ nhiên liền muốn 10 cái ngân tệ. Chúng ta chỉ là muốn một cái phổ thông gian phòng mà thôi đây. Vincent không phản đối nơi này nhưng là Spencer cách khách sạn. Nó truyền bá cường độ lại như dòng binh công hội nhất dạng rộng khắp, thật nhiều vương quốc đều có tiệm này. Ngươi nhìn nơi này trang hoàng, suy nghĩ thêm chúng ta cùng nhau đi tới thời điểm trụ những kia quán trọ, cùng nơi này so với. Quả thực chính là chuồng lợn. Ngươi mới là trư đây. Lai Lai nói, ta chính là đau lòng tiền của mình. Vừa cơm trước đều là đội trưởng đào, nhân gia khả không ngươi nhiều lời như vậy. Đội trưởng đương nhiên so với chúng ta có tiền, đội trưởng là khổ tu sĩ bình thường liền bài bạc đều không tham gia đã sớm là đại phú ông lai lai nói xong còn cố ý nhìn ông doanh một chút tại sao muốn xem trước ta ông doanh cười nói ta lại không dự định hướng đội trưởng vay tiền được rồi được rồi đừng nói kimberry cảnh cáo lai lai ta là quan tâm đội viên mới không phải thầm mến nàng sau đó không cho lại mở ta hai chuyện cười hắn chỉ lo đem ông doanh dọa chạy Ông Doanh cũng không phải chú ý, nàng hướng Kim Berry xác nhận đón lấy 3 ngày là tự do hoạt động, liền trở về phòng. 10 cái ngân tệ trụ một ngày đổi gian phòng quả nhiên không sai, trong nhà bộ không gian rất lớn, có đơn độc phòng tắm, vẫn xứng bị một bộ cái bàn, có thể ở trong phòng ăn cơm. Này khách sạn vị trí địa lý cũng không sai, cho dù ở Vương đô trung cũng thuộc về hoàng kim đoạn đường, không chỉ có bản thân phân phối tiệm cơm, mua sắm cùng giải trí đều rất thuận tiện. Chẳng trách có thế mở ở vương đô, chẳng trách có thể thu phí như thế quý còn không bị tạp điếm. Ông Doanh ở trong phòng nghỉ ngơi một lúc, trên đường nàng nghe được lai lai chờ nhân ly khai âm thanh, phỏng chừng lại là đi bài bạc. Kim Berry cũng ở trong phòng nghỉ ngơi, nhưng nàng vẫn chưa đi tìm hắn, mà là mang tới huy chương ly mở ra này gia sự cách mục đích khách sạn. Nàng một mình đi tới dòng binh công hội, đơn độc xử lý thay thế huy chương việc nhỏ, bất quá ở đổi kim tiền giấy trong quá trình, nàng biết được mỗi đổi một tấm bách nguyên kim tiền giấy đều muốn phó một ít điểm trả thù lao không được sao ông doanh hỏi nàng nhớ tới điểm phải dùng đến thăng cấp không muốn dùng đi vậy thì phải cần một cái kim tệ thủ tục phí ân ông doanh lấy ra một đồng tiền vàng nàng ở hách bên trong thành thì cũng đã dùng ra tay thỏi vàng cùng nén bạc phương thức đổi không ít tiền hiện tại nàng tưởng mở mang kiến thức một chút nơi này kim tiền giấy dung mạo ra sao sẽ không không nở dùng tiền. Công nhân viên cầm tiền liền không âm thanh, một lát sau lấy đi đặt ở quầy hàng 100 đồng tiền vàng, đưa lên một tấm kim tiền giấy. Ông Doanh lấy đi kim tiền giấy, đi tới bên vừa tra xét, cấp mặt sau xếp hàng người đằng ra vị trí. Kim tiền giấy so với giấy dày một ít, rộng hai tấc, dài ba tấc, từ chất liệu đến xem hẳn là dùng vàng rồng áp chế thành, dùng liêu phỏng chừng một thắt tả hữu, phi thường tiện nghi. Nàng dùng 100 cái kim tệ đi đổi tấm này kim tiền giấy, Dòng binh công hội thực sự là không biết nhân cơ hội kiếm lời bao nhiêu tiền. Kim tiền giấy thượng viết 100 kim chữ, ấn chế trước Dòng binh công hội tên gọi cùng huy chương phù hiệu, phản diện ấn chế một hàng chữ nhỏ. Giả mạo tất cứu. Nhưng phòng Ngụy nên không phải chỉ dựa vào đe dọa thì có dùng, một khắc kim đổi 100 nguyên kim tiền giấy, muốn từ trung ngư lợi đầu cơ giả nhất định không ít. Ông doanh cẩn thận kiểm tra ở huy chương thượng cảm giác được cực kỳ nhạt thần lực, cùng giáo đường tỏa ra khí tức là nhất trí. Nguyên lai dòng binh công hội có bản địa thần đến học thuộc lòng sách, chẳng trách dám làm lớn như vậy chuyện làm ăn. Ông Doanh vẫn muốn làm rõ thế giới này thần chỉ là xảy ra chuyện gì. Ngày đó nàng để biết theo dõi cách lâm vợ chồng, nhìn thấy bọn họ tiến vào một tòa xa hoa kiến trúc, sau đó nàng biết được nơi đó tên là giáo đường. Ở giáo đường trung, cách lâm vợ chồng cung phụng mình tích lũy mãn mãn một hộp tiền nhưng cái này giáo đường tịnh không phải thuần lừa gạt tiền, cung phụng ở đại điện pho tượng kia trên người quả thực có thần lực. Thần lực là một loại hư vô phiêu miểu Đông Tây, nó là do nhân tính ngưỡng lực lượng chuyển hóa. Thần thoại trung những kia thần chỉ đều là truyền thuyết kết quả, ôn doanh cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng nàng đã từng thấy một loại đặc thù kết quả, tức, nguyên bản là nhân, chết rồi hóa thành quỷ hồn, bị người kiến miếu cung phụng sau đã biến thành thần, có thể phù hộ một phương nàng liền đã từng cùng một vị nữ thần nói qua, đối phương nói cho ôn doanh, mình chính là thu được tín đồ, được tín ngưỡng lực lượng, sau đó liền đem loại này tín ngưỡng lực lượng chuyển hóa thành thần lực. Thần lực khí tức cùng linh lực không giống, nhưng tác dụng tương tự, đều có thể dùng một cái người bình thường trở nên siêu phàm thoát tục. Làm sao mới có thể thu được đắc tín ngưỡng lực lượng ni? Trở thành thần sao? Ông Doanh nắm bắt kim tiền giấy, ở trong lòng âm thầm suy tư. Bất quá, nàng không nghĩ tới mình dĩ nhiên có thể từ tấm này kim tiền giấy thượng cảm ứng được thần lực. Đồ chơi này đúng là đối với nàng có lợi, bởi vì nàng muốn nghiên cứu thần lực, vốn là không biết nên làm như thế nào, không đoán đến toàn không ủng thời gian. Liền nàng lại đi tìm công nhân viên, nắm kim tệ lại thay đổi vài tờ kim tiền giấy. Những này kim tệ là nàng ngày thứ nhất tiến vào hách bên trong thành thì dùng mua sắm tẩy đi ra. Đáng tiếc Dòng binh công hội chỉ tiếp thu chế tạo kim tệ, không phải vậy nàng trong chiếc nhẫn trang đầu chó kim đầy đủ đem nơi này kim tiền giấy trữ hàng đổi không? Vài tờ kim tiền giấy chồng lên nhau, ngưng tụ thần lực thì lại càng hơn nhiều, nếu như có hội dùng dùng thần lực người ở này, nói không chắc còn có thể lấy này bộ phận thần lực xem là sức mạnh đầu nguồn sử dụng chú thuật. Bản địa ma pháp lại là xảy ra chuyện gì? Ông doanh hiện tại quả thực muốn bắt mấy cái ma pháp sư tới làm cái nghiên cứu. Vincent. Là đội hữu, không được. Này Amon thế nào? Chương 15 Chương 15 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ông Doanh vốn là dự định đi tìm Colin cùng Amon. Nàng biết bọn họ ở đâu. Ông Doanh đi ra dòng binh công hội, đứng dưới gốc cây đánh ra một cái dấu tay, sau đó, một tia màu xanh khí từ nàng đầu ngón tay bay lên, sâu kính vạch ra một phương hướng đương ôn doanh cất bước, này đạo u quan liền hướng về một phương hướng bay đi, khiến ôn doanh bước nhanh đuổi tới. Đi qua mấy con phố, ôn doanh nhìn thấy một tòa trang viên. Một con màu xanh hạt giấy từ trang viên lan can khe hở bay ra, cùng u quan dung hợp, rơi vào ôn doanh lòng bàn tay sau chậm rãi tiêu tan. Trang viên trên cửa chính treo một khối nhãn hiệu, viết. Lên trang viên. Nguyên lai like ở đây. Ông Doanh hai mắt hơi nheo lại. Ánh mắt của nàng xuyên thấu qua cửa lớn, xuyên thấu qua tiền viện suối phun, hoa cỏ, cây cối, bay đến phía trước tòa thành kia bảo lầu 2. Sắc hoa cửa sổ thủy tinh sau, có hai người đàn ông, chính là Amon cùng Colin. Hai người chính đang thương nghị trả thù Kền Kền tiểu đội sự. Kỳ thực vừa bắt đầu Colin đối Kền Kền tiểu đội cũng không lớn bao nhiêu ý kiến, tuy rằng hắn cho rằng đám người này là rác rưởi, nhưng cũng thừa nhận đám người này đúng là so sánh để tâm chăm sóc hắn thuần túy là năng lực không đủ. Nhưng chờ hắn đối Amon nhắc tới mình theo ôm doanh tiến vào rừng rậm đi tìm cự tinh kết quả gặp phải cự tinh cùng cự mãn đánh nhau, cự mãn nhào tới đem hắn dọa ngất sự tình sau, Amon nhưng đột nhiên mắng. Những người này là cố ý muốn hại chết ngươi. Không thể nào. Colin nói, bọn họ tiếp chính là bảo vệ nhiệm vụ của ta, nếu như ta xảy ra chuyện, vậy bọn họ cũng phải xui xẻo a. À? biểu ca ngươi không biết, bọn họ đội trưởng là chúng ta hách bên trong thành người, toàn gia đều ở tại hách bên trong thành, hắn tuyệt đối không dám để cho ta có chuyện. Ba ba trước đó đã điều tra, không đúng vậy sẽ không yên tâm đem nhiệm vụ này giao cho bọn họ làm. Bọn họ biết rõ hung thú nguy hiểm cỡ nào, còn cố ý dẫn ngươi đi tìm, này còn không phải cố ý hại ngươi. Amon nói, huống hồ mang ngươi tìm cự tinh vẫn là cái kia mang thiết chương. Nàng sao có thể bảo vệ ngươi? Vậy ta cuối cùng xác thực không có chuyện gì ma. Bất quá nghe ngươi vừa nói như thế, bọn họ có thể hay không là chê ta tổng gọi bọn họ mang ta đi tìm hung thú cảm thấy khó chịu, liền cố ý mang ta đi mạo hiểm, tưởng làm ta sợ. Colin không phải không thừa nhận, hắn đúng là bị sợ rồi, hơn nữa dọa cho phát sợ, dọa ra bóng ma trong lòng. Bất kể là nguyên nhân gì, những người này thật là đáng chết. Amon nói, ngươi yên tâm, hiện tại ta ở đây nhất định cho ngươi hả giận. Gọi ngươi người đem bọn họ nắm lên đến cho ta đánh một trận. Colin suy nghĩ một chút, nói, Nga đúng rồi, cái kia hội hỏa pháp nữ nhân đơn độc giao cho ta. Các ngươi có biện pháp nào hay không khống chế một cái ma pháp sư? Nàng. Còn giống như rất mạnh. Không thành vấn đề. Amon gật đầu, ta nhất định sẽ làm cho bọn họ ăn thật ngon đến giáo huấn liền ở tại bọn hắn dự bị thảo luận chi tiết nhỏ thời điểm, đột nhiên nghe được tiếng bước chân. Tiếng bước chân vô cùng rõ ràng, bởi vì nó xuất hiện ở trong phòng. Ta không phải nói không cho phép vào sao. Amon quay đầu lại, phát hiện đây là một cái nữ nhân xa lạ. Không phải hắn người hầu gái, hắn chưa từng thấy. Ngươi là ai? Mới tới. Hắn hỏi. Colin thì lại ghét bỏ đánh giá trước nữ nhân này nữ nhân có một đôi con mắt màu vàng con ngươi là nhỏ gầy hình bầu dục tượng một cái đường dọc đen tuyền thật giống như xà con mắt thật ác tâm colin chán ghét vung vung tay cút ra ngoài đừng làm cho ta thấy ngươi mặt tại sao nữ nhân cười híp mắt hỏi ngươi sợ rắn sao cặp mắt kia đột nhiên bay đến colin trước mặt gần kề lại phóng to hiệu quả đem Colin ở hồ lớn biên sở hữu hỏng bét trí nhớ toàn bộ tỉnh lại, hắn A quát to một tiếng, lại một lần ngã xuống đất ngất đi. Quá yếu đuối. Nữ nhân lắc đầu một cái, lá gan rất nhỏ. Nói xong câu đó, nàng giơ lên cánh tay phải, duỗi ra bàn tay phải chặn lại rồi Amon đánh xuống chớp giật. Mặt phát chú thuật. Người phụ nữ nói, ngươi so với bên ngoài những kia ma pháp sư lợi hại, bất quá, Tại sao không lấy ra ngươi ma trượng đâu? Amon đã không để ý tới chất hỏi nữ nhân này là làm sao xông vào hắn trang viên, hơn nữa đây căn bản là cái không cần chất vấn vấn đề. Hắn cấp tốc cầm lấy dựa vào ở trên vách tường ma trượng, chỉ vào nữ nhân đọc lên thần chú. Từng đạo từng đạo chớp giật nhanh chóng bổ về phía nữ nhân, nhưng nữ nhân vẹn vẹn dùng một bàn tay liền đem những này chớp giật toàn bộ cản lại. Nàng lắc đầu một cái nói, "Còn chưa đủ." ngươi chỉ có thể những này. Giọng dẻo cợt làm tức giận Amon, hắn kêu to. Ngươi chọc tới ta. Hắn điều động cả người ma lực, kích phát rồi một đạo cấp 7 cấm thuật, chỉ nghe ngoài phòng giữa bầu trời truyền ra ầm 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 nổ vang, sau đó một đạo màu tím điện quang từ trên trời giáng xuống, bổ ra nóc nhà, giáng lâm bên trong, mục tiêu, Barigu Nurian, Pechingenia. Amon nổi giận hét lớn một tiếng, đạo kia từ trên trời giáng xuống to lớn chớp giật, toàn bộ bổ vào cái này hung hăng khách không mời mà đến đỉnh đầu. Sấm vang chớp giật sau, nữ nhân vẫn như cũ đứng ở trước mặt hắn, lông tóc không tổn hại. Amon quả thực muốn tan vỡ, hắn không nghĩ tới mình lao lực ma lực dùng ra cấm thuật dĩ nhiên đối với nữ nhân này không được một điểm hiệu quả. Hắn nhìn thấy nữ nhân giơ tay lên, chẳng lẽ muốn giết hắn sao? Khả nữ nhân chỉ là đưa tay nhẹ nhàng đặt ở hắn đỉnh đầu. Amon lúc này mới ý thức được hắn không biết lúc nào đã rung chân té quỵ trên đất. Nữ nhân này dám ngông cuồng, mò hắn đầu. Ta muốn giết ngươi. Amon giải dụa hai lần lại phát hiện đi đứng vô lực căn bản không đứng lên nổi, hắn chỉ có thể tuyệt vọng bị nữ nhân này vỗ đầu, vỗ một cái, hai lần, ba lần. Nữ nhân thu tay về, hỏi hắn. Ngươi còn có ma lực sao? Vừa loại kia lôi chú, ngươi còn có thể hay không thể lại mấy cái nữa. Amon. Không lạp. Nữ nhân tiếc nuối nói, thật đáng tiếc. Nàng xoay người đi rồi, đi tới cửa, đột nhiên quay đầu lại nói. Ta ngày mai còn có thể lại tới tìm ngươi, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Amon muốn rách cả mí mắt. Cái này nữ người điên, còn muốn đến. Chờ đến nữ người đi rồi, Amon mau mau bò lên hắn không để ý tới nằm trên đất biểu đệ, cấp tốc từ trong phòng chạy ra ngoài. Trong trang viên đã loạn tung lên, có người làm đều bị vừa đánh vỡ nóc nhà cấm thuật dọa đến, chạy trốn rất xa, Amon tức giận đến dơ chân mắng to mới đem những người này cấp gọi trở về. Hắn trước hỏi dò những người hầu này, vừa nữ nhân kia là xảy ra chuyện gì? Khả sở hữu mọi người nói chưa từng thấy cái gì nữ nhân xa lạ, đặc biệt là hắn nói nữ nhân kia là xà mắt, loại này đặc dị tướng mạo nếu như bọn họ gặp qua nhất định sẽ nhớ tới, nhưng mà ngoại trừ Amon cùng Colin ai cũng chưa từng thấy cái này hình dáng giống xà nữ nhân. Nàng nói nàng ngày mai còn biết được. Amon sau lưng mắt lạnh, quyết định đem tin tức này thông báo lão đại. Hắn xưa nay không đắc tội quá loại cao thủ này, quá nữa là lão đại nhà kẻ địch. Nhưng mà Amon cũng không biết, cái này bị hắn căm hận, kiên kỵ, hoảng sợ kẻ địch, chính là hắn chính mồm treo chọc trở về. Cái kia đã trúng một phát cấm thuật vẫn như cũ không đáng kể nữ nhân, chính là ở dòng binh công hội bên trong hắn trào phúng thiết chương dòng binh. Ông Doanh Ông Doanh đi ra Glen Trang Viên, biến mất tấm kia xà mặt. Thật đáng thương, hiện tại còn không quên mất hồ lớn xà. Nàng lễ tiết tính đồng tình Colin một hồi, chậm rì rì đi ra ngoài. Vừa nàng đi tìm Amon, Nguyên vốn là muốn thông qua tập kích bức bách Amon sử dụng ma pháp, không ngờ có thu hoạch ngoài ý muốn, dĩ nhiên ép hắn sử dụng cấm thuật, còn quan sát được một cái ma pháp sư bị bị trá làm ma lực dáng vẻ. Thông qua quan sát cùng tự thể nghiệm, ông doanh đối ma lực lại có tiếng một bước hiểu rõ. Linh lực, thần lực, ma lực, này ba loại siêu phàm sức mạnh là không giống Đông Tây, liền khởi nguồn đều bất nhất trí. Linh lực đến từ linh khí, thần lực đến từ tín ngưỡng, ma lực thì lại đến từ nguyên tố trên bản chất tới nói đều là mượn dùng đến sức mạnh tín ngưỡng tạm thời không đề cập tới linh khí cùng nguyên tố đều là trong không khí ẩn chứa đồ vật bọn nó trong lúc đó có cái gì khác biệt đâu ông doanh muốn biết nàng đã từng cùng vincent thảo luận quá nguyên tố trải qua hắn chỉ điểm nàng đã có thể mơ hồ cảm giác được nguyên tố tồn tại nó cùng linh khí là không giống đông tây nhưng nàng còn muốn biết Đến tột cùng linh khí cùng nguyên tố là hoàn toàn không liên hệ hai loại đồ vật, vẫn là có thể lẫn nhau chuyển đổi hoặc đang thứ chuyển đổi đồng loại vật. Muốn biết cái này, nàng liền muốn đích thân trải nghiệm càng nhiều nguyên tố. Tìm Vincent phát mình, không được, để nhất nàng không muốn giải thích mình Trung Hỏa Pháp lại không sự vấn đề, thứ hai, hắn là đội hữu, nàng không muốn đáng sợ. Đã như vậy, hay là đi tìm Amon có lời, hắn vì tiêu diệt nàng, là nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Chương 16 Chương 16 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Ông Doanh nói được là làm được. Hai ngày sau, nàng mỗi lần đều thay đổi tấm kia xà mặt đến lên trang viên dự tiệc. Lai Lai nói không sai, Amon mặt trên xác thực còn có chỗ dựa. Hắn quả nhiên lại gọi tới một nhóm không thuộc về hắn đoàn đội dưới cờ ma pháp sư. Những người này đều nghe theo hắn điều khiển. Hắn tìm đến rồi xuyên trọng giáp vệ binh, thậm chí là kỵ sĩ còn có cung tiễn thủ phối hợp cạm bẫy phục kích nàng, nhưng đều vô dụng. Ông Doanh tới lui tự nhiên, những người này không cách nào đối với nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đều quá nhỏ yếu. Ngày thứ ba, Amon vẻ mặt cũng đã có chút tuyệt vọng, hắn nhìn Ôn Doanh dự bị ly khai bóng người, thở hồng hộc. Hắn đã ném xuống chuôi này tinh xảo ma trượng, dơ lên đại kiếm, chém nàng hai lần, lui muốn chết. Ông Doanh đứng bình tĩnh ở tại chỗ, nhìn hắn nắm kiếm rơi vào mình trên cánh tay, liền dời đi động tác đều chẳng muốn làm. Thanh kiếm kia lại như lông chim nhất dạng, nặng nề hạ xuống, nhẹ nhàng sát qua làn da của nàng. Ngươi, ngươi, ngươi. Amon hô ha hô ha mà thở gấp khí hỏi, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Ông Doanh cũng không trả lời, nàng ôm nhu nói. Ngươi không cần tức giận như thế. Ngươi không yếu, chỉ là ta mạnh hơn ngươi. Lời này so với dẫm hắn mặt còn muốn chu tâm, Amon tức giận nắm kiếm lại nhào lên. Lần này Ôn Doanh né, liền mất đi cân bằng cũng bắt không được kiếm Amon tùy tùng trước đại kiếm đồng thời bay ra ngoài, nặng nề đập xuống đất. Lúc này không phải là vừa trùng lại nhẹ, mà là chân thực khái rơi mất hai viên nha. Ôn Doanh lắc đầu một cái, bước lên bệ cửa sổ, bay ra ngoài. Nàng cảm thấy cấp Amon giáo huấn nên được rồi. Đương nhiên càng nguyên nhân chủ yếu là kền kền tiểu đội đã chuẩn bị khởi hành, nàng không công phu lại tiếp tục cùng đám người này ngoạn. Ông Doanh trở về Spencer cách khách sạn, cùng Kim Berry chờ nhân hội hợp, công việc trả phòng thủ tục sau liền cùng đi đi tới dòng binh công hội. Kền kền tiểu đội đẳng cấp là ngân chương, có thể đồng thời nhận hai nhiệm vụ, Kim Berry nhận hai cái vô cùng đơn giản nhiệm vụ, đều là ra khỏi thành tìm vật liệu chân chạy nhiệm vụ, độ nguy hiểm không lớn, tuy rằng lượt có hơi phiền toái, thế nhưng bọn họ có 6 người, tách ra tìm Đông Tây, rất dễ dàng liền tìm đến, thu thập đầy đủ vật liệu sau liền trở về vương đô giao nhiệm vụ. Đón thêm một cái ra khỏi thành thu thập bộ công anh nhiệm vụ. Kim Berry ở trên quầy quét một vòng, chỉ vào một cái nói. Được rồi. Công nhân viên tỉnh táo giúp bọn họ công việc xong thủ tục, cố chủ cần 500 đóa bồ công anh, thu thập thời điểm hoàn chỉnh gửi là có thể vận tải trong quá trình tản ra hắn mặc kệ, hắn cần chính là những này hạt giống bồ công anh. Đến lúc đó hội cân nặng, vì thế đừng đánh tính toán tùy tiện nhặt điểm chui trở về ngoạn trò gian. Ngài yên tâm, chúng ta giao nhiệm vụ thì xưa nay sẽ không ra vẻ. Kim Berry bảo đảm đạo. Không phải nhằm vào ngươi, người cố chủ này khá là cẩn thận, vừa đều là hắn căn dặn chúng ta nhất định phải nói. Công nhân viên che lên chương tử, đem nhiệm vụ văn kiện đưa cho Kim Berry, xin cầm lấy, sau đó cầm bộ công anh và văn kiện đến giao tiếp. Cảm ơn. Kim Berry quay đầu liền đem văn kiện kín đáo đưa cho Vincent. Vincent đem văn kiện để vào mình thiếp thân trong túi tiền. Làm hỏa phép thuật sĩ, hắn cơ vốn là cái trạm cọc, bình thường tao ngộ chiến đấu hắn đều là đứng đại hậu phương, tượng loại này văn kiện loại đông tây bình thường đều là giao cho hắn bảo tồn hắn đem văn kiện giao cho Vincent sau, đột nhiên nhìn thấy ôn doanh cũng đứng ở bên cạnh. Tuy rằng ôn doanh không vẽ mặt gì, hắn nhưng giác đắc mình làm như vậy tự hồ có chút bất công, dù sao ôn doanh cũng là hỏa phép thuật sĩ, cũng là đội viên. Hắn giải thích. Ngươi không có bảo tồn văn kiện kinh nghiệm, nếu như không cẩn thận tạo thành văn kiện hư hao, chúng ta nhiệm vụ này liền làm không, ngươi có thể trước quan sát một chút Vincent cách làm, sau đó ta hội cho ngươi cơ hội bảo tồn văn kiện. Ông Doanh cũng không để ý, nhưng thấy hắn thái độ nghiêm túc, liền vẫn là bé ngoan gật đầu nói. Được. Lai Lai để sát vào Vincent nhỏ giọng nói chuyện. Còn nói không phải yêu thích nàng. Chút chuyện này đều muốn giải thích. Vincent cũng nhỏ giọng trả lời. Các ngươi. Kim Berry đỏ mặt nói, giảng tiểu thoại đi bên cạnh giảng. Chúng ta đều nghe thấy. Hảo 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 chúng ta không nói. Lai Lai. Vincent cười ha hả vung vung tay. Xuất phát. Kim Berry mặt đỏ một điểm đều không giảm bớt. Hắn không dám nhìn Ôn Doanh, quay đầu trước từ dòng binh công hội đi ra ngoài. Mọi người phát sinh khoái hoạt tiếng cười, Ôn Doanh cũng theo cười ha hả. Ngược lại, mắt mớ gì đến nàng a. Kền kền tiểu đội đoàn người ra vương đô, đi tới vùng ngoại ô, ở nhiệm vụ tỉ mỹ nội dung chung, bổ sung nói rõ vùng ngoại ô vị trí nào bồ công anh càng nhiều càng dễ dàng vặt hái. Bất quá bồ công anh thứ này lại thế nào, giả ngoại liên miên cũng rất ít, vẫn phải là tìm khắp nơi. Bởi vậy sáu người từng người mang theo thu thập công cụ phân tán tìm đến, tìm tới bước nhỏ dùng túi vải bọc lại, lại dùng kéo tiễn đoạn chui nơi, như vậy liền có thể an toàn thu thập được một đóa hoàn chỉnh bồ công anh. Sáu người, năm trăm đóa, trải phẳng cũng có tám mươi mấy đóa. Bởi vậy sáu người càng tìm càng phân tán, dần dần mà tản ra đến. Ông Doanh rất yêu thích như vậy, bởi vì nàng cùng nắm cái khác nhân tách ra sau, liền không cần lại giả mô giả thức không lưng tiễn căng chui. Nàng chỉ cần mở ra bố túi áo, một đạo tiểu gió xoáy liền có thể bao lấy bồ công anh đưa nó hoàn chỉnh cuốn xuống đến tự động nhảy vào mở ra trong túi tiền. Vì dùng ít sức công tác, nàng còn cố ý cùng những người khác kéo dài khoảng cách, trước hết chạy xa chính là nàng. Ông Doanh rất nhanh sẽ thu thập đầy đủ vật liệu. Cái này đầy đủ là chỉ 500 đóa, không khỏi xảy ra bất trắc, nàng đem toàn bộ đội ngũ cần vật liệu số lượng đều bao tròn. Làm xong sau đó mới thả lỏng đầy đất trích bồ công anh thổi ngoạn, chỉ chờ Kim Berry bên kia thổi tập hợp tiếu. Chỉ là, nàng mới vừa thổi xong một đóa bồ công anh, lại đột nhiên thả xuống, nghi ngờ nhìn về phía lai lai phương hướng. Nàng cấp tốc vọt tới. Các ngươi đám súc sinh này. Lai lai bị búa lớn đánh bay mười mấy mét, mạnh mẽ ngã xuống đất đụng phải vựng vựng hồ hồ đầu óc đều không tỉnh táo nhưng hắn một mực liền không chết cũng không ngất còn có thể mở mắt ra hé miệng mắng trước mặt những người này hai mươi mấy người liền pháp sư mang kỵ sĩ lại vẫn đánh lén ta đặc biệt là ngươi đánh lén quả thực chính là kỵ sĩ sỉ nhục còn có sức lực nói nhiều lời như vậy colin từ đám người bên trong đi ra cười hì hì ôm cánh tay nói xem ra tạm thời còn tử không được la ngươi Lai Lai trợn mắt lên. Hắn nhìn thấy Colin sau lưng kỵ sĩ đem kiếm của mình đưa cho Colin. Colin tiếp nhận kiếm, bước nhanh đi tới Lai Lai trước mặt, hướng về Lai Lai cánh tay một chiêu kiếm chém xuống. Ken. Một chi phi kiếm đem kỵ sĩ kiếm cùng Colin cùng nhau đánh bay. Hắn bị nặng nề quán trên đất, không lo được đau, kinh ngạc bò lên kêu to. Ai? Là ai? Vẫn hiếp mắt Amon đột nhiên đem con mắt trợn to, nhìn chầm chầm lai lai. Ngươi, nói một cách chính xác, là nhìn chầm chầm đem lai lai nâng dậy đến người. Ông Doanh, cái này bị xem thường hắn thiết chương dông binh dĩ nhiên ở sở hữu nhân cũng không phát hiện thời điểm đột ngột xuất hiện ở đây, hơn nữa hầu như cũng bị hắn quên quá khứ. Nếu như không phải hắn bản năng nhìn lai lai một chút, hay là ông Doanh đã lặng yên không một tiếng động mà đem người phù đi rồi. Nguyên lai ta trước coi thường ngươi, ngươi vẫn là cao thủ. Amon cười nhạo đạo, rất đáng tiếc, người cao thủ như vậy ta nhưng không cần. Hắn đáp ứng biểu đệ phải đem nữ nhân này bắt, giao cho Colin xử trí, đương nhiên phải nói được là làm được. Huống hồ, hắn đoàn đội bên trong cũng là có thể nhân xuất hiện lớp lớp, cũng không để ý chỉ là một cái chạy trốn so sánh nhanh người. Nữ nhân này chỉ cần đánh ngất là được. Hắn dặn dò thủ hạ bên người. Dừng tay. Kim Berry hô to một tiếng, từ đằng xa tới rồi. Vừa lai lai bị tập kích thì kêu thảm một tiếng, lập tức hấp dẫn sở hữu đội hữu chú ý lực, chỉ bất quá bọn hắn chạy trốn không ôn doanh nhanh, chậm một bước. Ôn doanh thấy thế, ông lai lai lùi tiến vào đội hữu trung, lại đem hắn nhẹ nhàng thả xuống. Biệt dãy dụa các ngươi chỉ có điều có sáu người, một người trong đó còn đã tàn, phía ta bên này nhưng là hai mươi mấy cao thủ. Amon Kinh thường nói. Kimberi nghiêm túc nói các ngươi không thể giết người, chúng ta tiếp chỉ là vặt hái nhiệm vụ, với các ngươi không có xung đột, dựa theo dòng binh công hội quy củ, dòng binh trong lúc đó không thể hào không có lý do tự giết lẫn nhau. Ừ. Amon cười cười, ngươi sách ngược tỉnh ta, nếu như vậy, ta liền cần phải sát quan các ngươi không thể. Tránh cho các ngươi chạy về đi mật báo. Đừng động ta. Các ngươi tách ra chạy. Lai Lai tự biết không sống được, hô to một tiếng, từ trong lòng móc ra chủy thủ liền muốn tự sát. Nhưng một cái tay ngăn cản hắn. Ông Doanh đang tay nắm lấy lai lai thủ đoạn, làm hắn không thể động đậy, một cái tay khác đem một vệt thanh khí đánh ở trên người hắn. Thanh khí đầu tiên là bao vây lai lai thân thể, sau đó ngâm nhập trong đó, rất nhanh, lai lai ngực cùng trên đầu không ngừng chảy ra huyết trong nháy mắt ngừng lại, thậm chí bắt đầu khép lại. Lai lai lập tức nói lắp. Ngươi, ta. Ta này. Lẽ nào ngươi là? Ngươi hội chữa trị thuật. Amon hô lớn. Câu nói này trong nháy mắt để ở đây sở hữu mọi người kinh sợ, đặc biệt là Kimberry cùng Colin, kinh hãi đến biến sắc. Kimberry kinh sợ đến mức là bại lộ bí mật này sau đó Amon càng sẽ không bỏ qua nàng, Colin nhưng là kinh mình chỉ định muốn người e sợ không chiếm được. Chữa trị thuật sĩ ở trên đại lục này vẫn là rất hiếm thấy. Đối bất kỳ đoàn đội tới nói, nếu như có thể chiêu nạp đến một cái chữa trị thuật sĩ, đều là cấp mình đoàn đội đại đại thêm phân sự, huống hồ vừa ôn doanh cứu lai lai tình huống sở hữu mọi người nhìn thấy, vẻn vẹn là niệm chú một lần, liền đem lai lai chữa trị, mạnh mẽ như vậy chữa trị năng lực, làm sao hội chỉ là chỉ là một cái thiếp chương dông binh đâu. Ngươi theo loại phế vật này tiểu đội, chỉ làm liên lụy ngươi. Amon nói, không bằng gia nhập chúng ta. Chương 17 Chương 17 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Gia nhập các ngươi những này lấy nhiều khi ít còn đánh lén người sao ôn Doanh cười cười, ta không vui Bị mình vừa ý người đưa ra loại này đánh giá Amon không khỏi nhấp một hồi môi Hắn đương nhiên khó chịu Nhưng nếu như có thể chiêu mộ được một cái chữa trị thuật sĩ Nộp lên cấp lão đại của hắn Hắn nhất định có thể thu được càng nhiều chống đỡ Bởi vậy, Amon tiếp tục khuyên Ta biết giữa chúng ta có đủ loại hiểu lầm, nhưng bất luận làm sao, còn chưa tới không chết không thôi quan hệ. Nếu như không phải ta đúng lúc ngăn cản tịnh đúng lúc cứu người, vừa hắn sớm đã chết rồi. Ông Doanh chỉ xuống lai lai. Nàng vẫn chưa bị Amon vòng vào đi. Trên thực tế, ông Doanh sở dĩ còn có thể kiên trì cùng Amon đối thoại, chính là bởi vì nàng muốn đứng đạo đức điểm cao nhất thượng phê bình hắn, nhìn từ trên cao xuống mà khinh bỉ hắn không phải vậy nàng chỉ cần đem ở đây này hai mươi mấy người toàn giết liền xong, hà tất còn muốn phí nhiều nước bọt như vậy đâu. Nhưng hắn còn sống sót. Amon nói, ta biết ngươi khả năng là một cái trường tình người, những người này trước nhận thức ngươi, ngươi liền cảm thấy ngươi không thể ly khai bọn họ. Khả ngươi không bằng ngẫm lại, là các ngươi không xa rời nhau tương đối trọng yếu, hay là bọn hắn mệnh tương đối trọng yếu. Nói câu nói này, vi hiếp ý vị liền rất đậm. Ông Doanh gật cù. Ta không hiểu, ngươi nói tiếp. Không hiểu nhưng gật đầu. Amon thực sự không hiểu nổi ông Doanh là ý tưởng gì, nhưng vẫn là thỏa mãn yêu cầu của nàng, nói rằng. Chỉ cần ngươi gia nhập tiểu đội chúng ta, ta liền thả bọn họ. Nói như thế, ngươi là dùng bọn họ mệnh đến uy hiếp ta gia nhập. Ông Doanh hỏi. Amon nhúng nhúng vai. Nếu như ngươi không phải nếu ta nói phải hiểu, này đúng là như thế này không công bằng. Ông Doanh nói. Công bằng. Amon cười ha ha, ngươi quá ngây thơ. Phía trên thế giới này xưa nay đều không có tuyệt đối công bằng, chỉ có nắm đấm thép mới có thể quyết định nói lý. Mặc kệ ngươi có tức giận hay không, bây giờ ta mang đội ngũ so với các ngươi mạnh, các ngươi cũng chỉ có thể làm theo lời ta bảo. Ngươi hiện tại không nghĩ ra, nhưng chờ ngươi sau đó đụng vách, tự nhiên có một ngày sẽ hiểu ta ngày hôm nay dạy ngươi thoại, đều là có ý nghĩa. Ông doanh cúi đầu, vai hơi nhún. Amon hoài nghi nàng đang khóc, rồi lại không rõ tâm tình của nàng làm sao làm đến nhanh như vậy. Thục liêu, khi nàng một lần nữa lúc ngẩng đầu, trên mặt liền một giọt nước mắt đều không có. Nàng là đang cười. Cười đến không nhịn được trung. Đạo lý này, còn cần phải ngươi đến dạy ta. Người tu đạo, cũng không phải vong tình tạ thế, không làm được chân chính di thế độc lập dù cho là ở trong tông môn, vẫn như cũ có câu tâm đấu giác, ngươi lừa ta gạt. Người tu đạo đều là trăm năm, ngàn năm, vạn năm cáo già, suy nghĩ ra được tâm cơ cũng cảm hóa đến các nàng những người trẻ tuổi này trên người. Chính là không vào tục lưu, cũng khó tránh khỏi biết tục lưu. Amon nói những đạo lý này, ở nàng nghe tới, quả thực như là tiểu nhi nói dẫn nhất dạng, thuần túy là nghe cái nhạc, quá ngây thơ. Ông Doanh thay đổi cái khẩu khí, cười tủm tỉm nói rằng, ai mạnh hơn, ai chính là đạo lý. Nếu ngươi thờ phụng loại này đạo lý, ta liền cùng ngươi giảng đạo lý này. Amon đột nhiên cả người căng thẳng, ôn doanh hiện tại thay đổi khẩu khí, hắn nghe được tương đương quen tai. Đều lo lắng làm gì? Động thủ. Giết nàng. Hắn phát hiện ôn doanh tay phải chính đang kỳ quái vung vẩy, tượng ở vẽ cái gì dấu ấn, một loại không tên cảm giác nguy hiểm kéo tới, làm hắn hướng bên người ma pháp sư cùng bọn kỵ sĩ kêu to, nàng muốn dùng cấm thuật, cấm thuật. Kỳ thực Amon cũng không biết ôn doanh họa đây là món đồ quỷ quái gì vậy, nhưng ma pháp cấm thuật chính là hắn nhận thức bên trong mạnh nhất đáng sợ nhất thủ đoạn công kích. Ôn doanh tay phải tả hữu nhiều lần vung lên, vừa bắt đầu như là bồ vẽ quỷ, chi hậu liền đã biến thành vẽ kéo dài, đổ tới con số 8. Nàng tay càng rung động càng nhanh, ánh mắt cũng càng lạnh lẽo hơn, âm âm nhìn chầm chầm trong đám người colin ngươi nhìn ta làm gì colin sợ đến kêu to vì tự vệ đại lực cầm trong tay kỵ sĩ kiếm ném nhắm vào ôn doanh đập tới ha ha ngươi làm sao tốt như vậy ngoạn ôn doanh còn có dư lực cười tay phải động tác đột nhiên hóa kiếm chỉ vì trưởng, đem vẽ một lúc lâu dấu ấn đẩy đi ra ngoài dấu ấn thành hình sau hình thành một cơn gió lớn đương kỵ sĩ kiếm quyển nhập trong gió Dĩ nhiên trong nháy mắt bị này của Cùng Phong xé nát Cùng Phong bị ôn doanh một trưởng đẩy hướng đối diện Lần này, Amon tiểu đội sở hữu nhân Bất kể là dự bị công kích, phòng thủ tự thân Bản năng muốn chạy, sợ đến ngay người Không có một người ngoại lệ Sở hữu mọi người bị này của Cùng Phong hất bay Vỡ vụn kỵ sĩ kiếm càng là tinh chuẩn đâm vào mỗi một cái kẻ địch thân thể Cái tráng, thái dương huyệt, trái tim Khắp nơi đều là tử huyệt vẻn vẹn một đòn, ông doanh trước mặt sở hữu nhân toàn bộ ngã xuống đất, cũng lại bò không đứng lên. Kênh kênh tiểu đội sở hữu mọi người xem ngốc, bọn họ lần thứ hai cần một lần nữa xem kỹ vị này đội hữu. Ông doanh cho bọn họ kinh hãi thực sự quá hơn nhiều. Không người nào dám động, dám nói chuyện, chỉ có thể trơ mắt nhìn ông doanh tự tại đi tới Amon trước mặt. Amon còn sống sót. Phốc. Trái tim của hắn cũng cắm một mảnh vỡ nát kỵ sĩ kiếm, nhưng hắn còn có một tia sinh cơ. Amon khó có thể tin chỉ vào ôn doanh, cả người run, không ngừng thổ huyết. Ôn doanh ngồi chồng hổng xuống, đối với hắn nói. Ngươi không cần tức giận như thế, cũng không cần cảm thấy hoang uổng. Ta đã sớm nói với ngươi, ngươi không yếu, chỉ là ta mạnh hơn ngươi. Ngươi, phốc. Amon vừa vội vừa tức, lại phun ra một mụn máu lớn, đúng là ngươi. Hắn ác mộng, hắn xem thường người, hắn mục tiêu, hắn tưởng mời chào người, dĩ nhiên là đồng nhất cái. Amon phốc phốc thổ huyết, bên cạnh Colin nhưng khó khăn bò lên, quỳ gối ôm doanh trước mặt, lôi kéo nàng ống quần năng nỉ nói. Ta biết ngươi hội chữa trị thuật, van cầu ngươi, tha ta, cứu cứu ta. Hắn so với Amon càng thảm hại hơn, nửa mảnh thiết phiến từ Thái Dương huyệt thật sâu cắm vào, hắn còn có thể bò lên, thuần túy là cầu sinh dục quấy phá. Nhưng hắn giác đắc mình cả người rét run lão đảo, lại ngất vừa đau, biết không còn sống lâu nữa. Duy nhất có thể người cứu hắn chỉ có ôn doanh, hắn không muốn tôn nghiêm, quỳ ở đây cầu ôn doanh cứu hắn. Nhưng mà ôn doanh nhưng lại lộ ra này âm âm vẻ mặt. Ta đã đã cứu ngươi một lần, khả chuyện lần trước đã để ta rõ ràng, ngươi tịnh không phải tri ân báo đáp người, thậm chí còn là một cái bạch nhãn lan. Ta sẽ không cứu ngươi lần thứ hai. Không chỉ có không cứu, Nàng còn dùng tay nắm ở này khối thiết phiến. Nhẹ nhàng đi đến rung một cái, Colin tại chỗ tắt thở. Chờ đã. Kimberry kêu to. Nhưng Colin đã ngã trên mặt đất, trợn tròn cặp mắt, chết không nhắm mắt. Là thật sự chết rồi. Amon cười ha ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Chúng ta đi ra trước, đã sớm để lại nhân, ta đã từ trước chào hỏi, nói muốn ra tới tìm các ngươi nếu như chúng ta không trở lại, bọn họ sẽ bẩm báo Colin phụ thân. Như hách bên trong thành thành chủ biết chuyện này, nhất định sẽ thay chúng ta báo thù. Hắn nhấc theo cuối cùng một hơi, tăng cao âm lượng, hô, hách bên trong thành thành chủ, hắn nắm giữ sức mạnh, các ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng. Kim Berry. Ha 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 ha. Các ngươi cứ việc trốn đi. Ngươi người nhà, hội cho chúng ta tuẩn tán. Thật dông dài a. Ông Doanh đá Amon một cước, đem hắn sớm xử trí đi, cuối cùng cũng coi như không cần nghe tạp âm. Kim Berry ngã quỳ trên mặt đất, hai mắt đỏ lên. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn không dám trách tội Ông Doanh, chỉ có thể thống khổ thu tóc của chính mình. Ách, không bằng chúng ta nói là Amon sát người. Ông Doanh nỗ lực an ủi hắn. Ngươi đừng đùa, chuyện này rất nghiêm túc. Lai Lai trầm giọng nói, Tư, Nếu như biết hắn con trai duy nhất chết rồi, nhất định sẽ phát rồ. Hắn cũng không có chứng cứ chứ? Tư sát nhân không cần chứng cứ. Vincent đồng tình nhìn Kim Berry thống khổ ôm đầu bóng lưng, liếc mắt nhìn Ôn Doanh, vẫn là đem trách cứ nuốt xuống, sửa lời nói, con trai của hắn mất tích, có thể chết rồi, chỉ là một cái độ khả thi liền đủ để hắn đã phát điên. Huống hồ chúng ta chỉ là một đám không có bối cảnh giang binh, hắn gây phiền phức người chọn đầu tiên chúng ta con trai duy nhất chết rồi muốn thiên nộ cũng rất bình thường ông doanh nói không bằng các ngươi biệt về hách bên trong thành tiếp cái khóa quốc nhiệm vụ chúng ta chạy ngoài mặt đi thôi vincent thở dài chúng ta đúng là có thể chạy nhưng là đội trưởng đội trưởng hắn không cái gì không thể nói lai lai nói đội trưởng là hách bên trong thành người địa phương hắn toàn gia đều ở tại hách bên trong thành. Lai Lai không có tiếp tục nói hết. Hắn vốn là muốn nói, nếu như Kim Berry không trở về đi, hắn toàn gia đều sẽ bị vô tư nắm lên đến giết chết. Nhưng một ngẫm nghĩ, nói rồi câu nói này thật giống là buộc Kim Berry trở lại cứu người nhà tự, đến thời điểm, thật thành hắn bức tử đội trưởng, đơn giản liền không mở miệng. Điệt từ bỏ nha. Ông Doanh tiến lên vỗ vỗ Kim Berry vai, nói rằng, ta nghĩ, hắn nếu như nhất định phải đem bí mật này nói ra, cũng sẽ không nói cho cái gì người hầu, mà là nói cho đồng dạng là dòng binh đồng bọn. Nếu là như vậy, chúng ta trước về Glen Trang Viên, đem biết Amon tới tìm chúng ta bí mật này người toàn giải quyết không là được. Giải quyết? Loren nhấc lên mí mắt hỏi, ý của ngươi là nói, chúng ta về Glen Trang Viên. Đem Amon tiểu đội người đều. Đều giết chết. Kim Berry đỏ mắt lên đứng lên đến, xoay người, tàn bạo nói, không phải bọn họ tử, chính là chúng ta tử. Lần này bọn họ không hiểu ra sao tới giết chúng ta, lẽ nào chúng ta không thể giết trở về sao? Mã Tu lo lắng nói. Khả Glenn trang viên ở Vương Đô, là thành thị, nếu như bị người phát hiện. Làm được sạch sẽ một điểm ma. Ông Doanh bất đắc dĩ nói. Mã Tu cùng Loren liếc mắt nhìn nhau, đều không thoại nói. Chương 18 Chương 18 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Không phải thật sự không thoại giảng, thế nhưng bởi vì câu nói này là ôn doanh nói, vì thế bọn họ không thoại giảng. Huống hồ Kim Berry nói đúng, nếu như không giải quyết vấn đề này, bọn họ kền kền tiểu đội liền xong đời, coi như chạy, vô tư cũng nhất định sẽ đối với bọn họ hạ lệnh truy nã cùng treo giải thưởng, đến thời điểm, mỗi ngày cũng phải đông trốn tây nấp, không một thiên hảo nhật tử quá nếu nhất định có người muốn tử, tại sao cần phải là bọn họ đâu? Mọi người đồng tâm hiệp lực, trước đem hiện trường tử thi toàn bộ đào hầm chôn, sau đó hướng về vương đô phương hướng đi đến. Bởi làm đuối lý sự, vào thành thời điểm năm người đều rất chột dạ, cuối đầu lộ cũng không biết đi như thế nào. May là còn có một cái so sánh bình tĩnh ôn doanh, nàng chủ động đi ở phía trước dẫn đường, dẫn dắt bọn họ năm người hướng lên trang viên xuất phát. Trong ba ngày này, ông doanh đi tới ba lần đối đi nơi nào lộ không thế quen thuộc hơn được đến glen trang viên sau ông doanh chọn cái không ai đầu tường sáu người lần lượt vượt qua tường đi tiến vào glen trang viên trong trang viên rất yên tĩnh bọn người hầu đều ở có thứ tự quét tước vệ sinh ông doanh không cần phải nói kimberry mấy người cũng tiếp nhận mấy cái căng thẳng kích thích nhiệm vụ ám sát cho nên đối với loại này yên tĩnh lẻn vào kỹ xảo vô cùng sở trường rất nhanh sáu người hữu kinh vô hiểm lẻn vào trang viên duy nhất bên trong pháo đài. Mã Tu, Vincent, các ngươi hai người thủ môn, nếu như phát hiện Amon tiểu đội dông binh, lập tức cảnh báo. Chúng ta mục đích lần này là sát người biết chuyện, mặc dù đã kinh động cái khác người hầu cũng không cần lo lắng. Rõ ràng. Vincent gật gù, cùng Mã Tu đồng thời bí mật lên. Nơi này có bốn tầng lâu, ta đi tầng cao nhất, đội trưởng, ngươi sưu lầu một. Lai Lai, Loren, mặt khác hai tầng dao cho các ngươi. Nàng đem dẫm tầng trệt loại này dễ dàng gợi ra tạp âm kinh động trong phòng nhân khó khăn nhiệm vụ giao cấp mình cùng Lai Lai, Loren này hai cái nhanh nhẹn hình nhân vật. Kim Berry không có ý kiến, hắn theo bản năng đem ôn doanh xem là mình chỉ huy. Được. Đơn giản sau khi thương nghị, bốn người cấp tốc tản ra, Kim Berry từ lầu một bên trái hành lang tiến vào bắt đầu sưu, ôn doanh chờ ba người lên thang lầu. Ông Doanh đi tới lầu 4, trước cuối đầu liếc mắt nhìn. Lai Lai cùng Loren đều không chút do dự tiến vào hành lang đi tìm tòi, nàng liền an tâm ở trên lầu kết ấn bày trận. Trận pháp này hội đem cả tòa pháo đài bao phủ lên, sau đó, bất luận bất luận người nào muốn ra vào đều phải phá quan hoặc là trải qua sự đồng ý của nàng. Ông Doanh dùng thần niệm đem chỉnh tòa trang viên đều bao phủ ở nội, tìm tòi một phen sau, chậm rãi mở mắt ra nàng mặt không hề cảm xúc đứng tại chỗ đợi các loại, đợi được Lai Lai cùng Loren đều tìm tòi xong xuôi, nàng mới theo xuống lầu. Trở lại lầu một sau, mấy người chạm trán. Kỳ thực, thông qua vừa yên tĩnh tìm tòi, mấy cá nhân không cần mở miệng cũng đã ra kết luận, nhưng xuất phát từ may mắn tâm lý, đại gia vẫn là quyết định đều đúng đúng tình huống. Kim Berry nói, lầu một sở hữu gian phòng ta đều mở ra, không nhìn thấy bất luận người nào lai lai gật đầu ta cũng là không có thu hoạch loren nói lầu ba không ai sở hữu mọi người đem ánh mắt mong chờ tìm đến phía ôn doanh kỳ vọng nàng là lặng lẽ đem người giết chết nhưng ôn doanh cũng lắc đầu một cái liền đại gia rõ ràng tất cả đều thở dài nếu không chờ ở đây loren đề nghị không được kimberry nói lên trang viên dù sao cũng là chỗ của người khác, chúng ta không thể ở đây lưu lại quá lâu, quá nguy hiểm. Huống hồ, rõ ràng Amon nói bọn họ nên ở đây nhưng không ở, có thế là đi làm nhiệm vụ. Chúng ta ở đây vẫn các loại, phải đợi tới khi nào. Thuần túy là uổng phí hết thời gian. Hắn không muốn để cho kền kền tiểu đội mạo hiểm, lắc đầu nói rằng. Ta nghĩ, chúng ta vẫn là làm dự tính xấu nhất đi. Vậy thì là, Amon lưu lại ám cọc đã đem bọn họ ra khỏi thành đi tìm Kim Berry chờ nhân chuyện phiền phức, báo cho hách bên trong thành thành chủ Tư như hắn xác nhận Colin mất tích, liền nhất định sẽ có động tác. Ai? Thôi thôi, mau mau chạy đi, chỉ muốn rời khỏi ba rốc vương quốc, Tư liền không quản được chúng ta." Lai Lai nói. Chạy đương nhiên là muốn chạy. Vincent lặng lẽ nhìn Kim Berry một chút, hỏi, "Đội trưởng, ngươi đâu?" Đội trưởng, ngươi cùng đi với chúng ta đi. Loren nói, chỉ cần ngươi chạy trốn, Tư sẽ kiên kỵ ngươi trở lại báo thù, sẽ không dễ dàng đối người nhà ngươi động thủ. Đúng đấy, nếu như ngươi trở lại, vậy thì là tự chui đầu vào lưới. Mã Tu Phụ Họa nói. Lai Lai cùng Vincent liếc mắt nhìn nhau, cũng đều mở miệng khuyên bảo Kimberi với bọn hắn cùng đi, chạy ra Ba Rốc Vương Quốc. Bên trong pháo đài liếu ra liếu ríu một đoàn. Kim Berry càng nghe càng cao mày. Không cần nói. Kim Berry trầm ổn đánh gãy các đồng đội khuyên ngôn, kiên định nói, ta nhất định phải trở lại, nếu như không đem người nhà an bài xong, ta là không thể an lòng. Nhưng là, các ngươi biệt khuyên. Kim Berry lắc đầu nói, có thế ta đi rồi, vô len tư hội có sự kiên dè. Có thế hắn sẽ cảm thấy báo thù càng quan trọng, đem mọi người trong nhà của ta đều nắm lên đến ngược đãi bất luận làm sao, ta không thể dùng người nhà mạo hiểm. Vậy chúng ta cùng ngươi trở lại. Lai Lai nói, an bài xong người nhà của ngươi, chúng ta cùng nhau nữa đi. Ách! Mã Tu, Loren, bao quát Vincent, nghe được Lai Lai câu nói này cũng không nhịn được trầm một tiếng. Chẳng qua là ngượng ngùng mở miệng, nhưng vẻ mặt của bọn họ đều có vẻ hơi vặn vẹo, lúng túng. Kim Berry chú ý tới, hắn đối Lai Lai cười nói hảo ý của các ngươi ta chân thành ghi nhớ, thế nhưng lần này ta dự định lặng lẽ trở lại, nếu như có thể không kinh động vô lên tư, lặng lẽ đem ta người nhà đưa đi đương nhiên là tối tốt đẹp. Vì thế, càng nhiều người càng không an toàn, các ngươi gia đều không ở nơi này, cần gì phải theo ta đồng thời mạo loại này vô vị nguy hiểm đâu. Liền coi như các ngươi muốn theo ta, ta cũng không cho. Đội trưởng, không cần lại nói. Kim cười cười, kỳ thực các ngươi cũng không cần bi quan như thế có thế ta có thể thuận lợi tiếp đi người nhà sau đó chúng ta vẫn có cơ hội nặng hơn tụ nói tới chỗ này hắn nói cho mọi người hắn muốn chuẩn bị đi rồi những người khác chỉ cần ly khai vương đô hướng về bắc hoặc là hướng về đông liền có thể rời xa ba rốc vương quốc hắn nhưng không giống nhau muốn hướng về nam xuất phát trở lại hách bên trong thành còn muốn chạy đi mặc dù nhanh hơn nữa cũng đắt mười mấy ngày vì thế không thể lại tùy tiện trì hoãn thời gian, liền tan vỡ cơm cũng ăn không được. Chờ đã. Ông Doanh nói, coi như ngươi phải đi, chúng ta cũng có thể trước đi dòng binh công hội giao nhiệm vụ. Nàng nhắc nhở mọi người, hiện tại đại gia đều vẫn là kền kền tiểu đội thành viên, nếu như không ở vương đô giao nhiệm vụ, cái này hạng đương nhiệm vụ sẽ thất bại, đến thời điểm đại gia trong sạch lý lịch thượng sẽ lưu lại chỗ bẩn, càng hắn phổ thông dông binh nhất dạng cổng lấy thất bại nhiệm vụ ghi lại, đối với bọn họ sau đó phát triển cũng không tốt. Ôn ôn nói đúng. Nguyên bản Kim Berry dự định đi, nhưng nghe đến ôn doanh cũng cho rằng nàng nói được có đạo lý. Hắn vốn là không muốn làm trễ nải đội hữu, ngược lại đi dông binh công hội cũng tiện đường, trừ điểm trở nên trống không, giao cái nhiệm vụ thời gian vẫn có. Nhưng chúng ta làm sao giao nhiệm vụ? Vincent nói, chúng ta thu thập bộ công anh cũng không đủ chứ. Đủ. Ông Doanh từ phía sau lưng lấy ra cái bố túi áo, nơi này khẳng định có 500 đóa. Mọi người trầm mặt chốc lát. Không người nào dám vấn đề nàng cái kia túi áo là từ nơi nào lấy ra. Ách, vậy cũng tốt, chúng ta đi thử xem. Vẫn như cũ là Kim Berry đứng ra đánh vỡ không khí ngột ngạt phân. Sau đó sáu người đi tới dòng binh công hội, nộp nhiệm vụ, đăng ký điểm. Không có ai đưa ra lùi đội sự. Nhưng đội viên cùng đội trưởng tách ra, liền không cách nào ở dòng binh công hội giao tiếp nhiệm vụ, vậy thì mang ý nghĩa Lai Lai chờ nhân ly khai Ba Rốc Vương quốc sau, vẫn là nhất định phải ly đội. Lần này phân biệt, vô cùng có khả năng chính là vĩnh biệt. Đại gia ly khai dòng binh công hội, đi tới trên đường cái, ai cũng không có mở miệng. Vẫn là Ôn doanh vỗ vỗ Kim Berry vai, nói: "Thời gian cấp bách a." Câu này dục là rất hữu dụng, Kim Berry ánh mắt dần dần trở nên kiên định, hắn nhìn các đồng đội, nghiêm túc gật đầu nói. Tái kiến. Tái kiến. Mọi người trăm miệng một lời nói rằng. Sau đó song phương đồng thời xoay người, hướng về phương hướng khác nhau cất bước. Ông Doanh lựa chọn Kim Berry bên này. Kim Berry biết ông Doanh đi ở phía sau mình, hắn không hề nói gì, yên lặng đi về phía trước, tìm tới thương nhân mua lương khô cùng một con ngựa hắn tịnh không có cấp ôn doanh nhiều mua một thức, nàng cũng không bỏ tiền vẫn như cũ chậm rì rì bước đi đi theo phía sau hắn kimberry lên ngựa trừ một roi mã liền chạy lên lao nhanh mấy con phố sau kimberry lại quay đầu lại đã không nhìn thấy ôn doanh bóng người nàng bị hắn xa xa mà bỏ qua rồi Kimberi tâm tình rất phức tạp nhưng hắn vẫn là dứt khoát giá mã ra khỏi thành tâm tình của hắn phi thường bình tĩnh Mãi đến tận hắn ra khỏi thành sau lần thứ hai nhìn thấy ôn doanh bóng người. Nàng đứng trở về tất kinh trên đường, hướng hắn vẫy vẫy tay. Kim Berry không có cách nào giả bộ không nhìn thấy nàng, không thể làm gì khác hơn là cưỡi ngựa đi tới ôn doanh trước mặt, nhỏ giọng hỏi. Ngươi tại sao ở chỗ này chờ ta? Ôn doanh cười dài mà nói. Tưởng đáp cái đi nhờ xe, cùng ngươi đồng thời về hát bên trong thành. Chương 19 Chương 19 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ngươi không cần theo ta. Kim Berry sốt sắng mà hô một câu, lại hạ thấp giọng nói, kỳ thực ngươi không cần trở lại, ngươi là cái người mới, vô tư không nhất định nhớ tới ngươi, như công việc lùi đội, hắn căn bản không tìm được ngươi trên đầu. Thật là kỳ quái. Ông Doanh chất vấn, ngươi tận mắt quá ta vừa sát Amon tiểu đội người, làm sao còn có thể nói với ta câu nói như thế này? Ngươi lo lắng ta Lẽ nào ngươi cảm thấy ta còn chưa đủ mạnh Không phải Thế nhưng ngươi không muốn đánh giá thấp vô lên tư Hắn tịnh không phải một cái đơn giản thành chủ Ngươi làm gì Tại Kim Berry giải thích thời điểm Ông Doanh đột nhiên kêu lên ngựa thớt Ngồi vào Kim Berry sau lưng Mặc dù là nghiêng người tọa Vẫn như cũ để Kim Berry trong nháy mắt trở nên càng căng thẳng hơn Hắn cực lực hướng về nghiêng về phía trước Nỗ lực không đụng tới nàng Âm thanh rung nói: "Ngươi, ta không để ngươi lên ngựa. Ngươi nói được ta như là tên lưu manh nhất dạng." Ông doanh ngẹo cổ hỏi: "Tại sao muốn sợ ta? Ta đáng sợ sao?" "Không phải, không, ta là nói, ngươi không cần đáng thương ta." Kim Berry nghiêm mặt nói, "Biệt bởi vì đáng thương ta liền vì ta mạo hiểm. Ta là vì người nhà, ngươi không cần vì ta trả giá. Đây quả thật là xem như là trả giá." nhưng ta cho rằng là có ý nghĩa ông doanh nghiêm túc nói ngươi trở lại căn bản không ngươi nói tới đơn giản như vậy mười mấy ngày a à, đầy đủ vô len tư biết tất cả hoài nghi tất cả tịnh làm tốt bố trí ngươi người nhà không nhất định ngay lập tức sẽ tử nhưng ở nhà ngươi nhất định có cạm bẫy chờ ngươi ta sẽ cẩn thận chỉ là cẩn thận vậy cũng vô dụng ông doanh nói ngươi cũng nói Vô Tư Tịnh không phải cái đơn giản thành chủ, biệt đánh giá thấp hắn. Ông Doanh dùng kim berry cấp hắn đến rồi một cái quay về phiêu, nhất thời làm hắn không lời nào để nói. Đi thôi, chậm trễ nữa xuống, Vô Len Tư liền không kiên trì chờ ngươi. Ông Doanh nói, ta không phải nói cho ngươi cười, ta thật sự chỉ muốn đáp cái miễn phí đi nhờ xe mà thôi. Nàng cười hít mắt ngồi ở kim berry phía sau, vỗ vỗ bờ vai của hắn, thúc hắn đi mau. Kim Berry nghiêng đầu lại, nhìn chầm chầm ôn Doanh con mắt nhìn một lúc lâu. Còn không đi sao? Ông Doanh trừng mắt ánh mắt nghi hoặc vấn đạo. Không, đi. Kim Berry bỏ qua roi ngựa, thúc mã đi tới. Ông Doanh vững vững vàng vàng nghi người ngồi ở trên ngựa, bất luận con ngựa này làm sao sóc nảy, nàng đều nguy nhưng bất động. Kim Berry vội vã chạy trở về, một đường ra roi thúc ngựa, đến một tòa tân thành sau liền lập tức bán ra vật cưỡi tịnh đổi một thất tân mã, tiếp tục xuất phát, trừ phi khốn cực kỳ, không phải vậy tuyệt không nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi phương thức cũng rất đơn giản, đem hành lý hướng về trên đất một phô, ngã đầu liền ngủ, liền dựng trướng bồng thời gian đều tỉnh lược. Ông Doanh cũng rất phối hợp hắn, nàng sẽ ở Kim Berry nghỉ ngơi thì ngồi ở bên cạnh hắn, cấp hắn gác đêm. Nàng nói mình ba ngày hội ngồi ở sau lưng của hắn ngủ, Kim Berry không tin, có thể thấy được nàng mỗi ngày tinh thần rạng rỡ, cũng chỉ được tin tưởng. Rốt cục, Kim Berry trước ở trong vòng 10 ngày trở lại hách bên trong thành. Đường Kim Berry diêu diêu nhìn thấy hách bên trong thành ngoại thành tường thì, cả người đều vô cùng hưng phấn, hai chỉ ngao hồng con mắt càng là trợn lên rất lớn. Đến. Ta rốt cục chạy tới. Hắn mắt không kịp đem tưởng muốn xông vào thành nội. Lần này ôm doanh nhưng nắm lấy hắn tay. Kim Berry mặc kệ, bỏ qua ôm doanh tay nhảy xuống ngựa, tiếp theo hướng về hách bên trong thành chạy. Nhưng hắn quá mệt mỏi, hai cái chân tượng quán duy nhất dạng, lại là vội vội vàng vàng từ trên ngựa nhảy xuống, chạy về phía cửa thành động tác khập khểnh. Cực kỳ chậm chậm. Đứng lại. Ôm doanh đuổi tới lần thứ hai nắm lấy thủ đoạn của hắn ở, lúc này chân tâm dùng khí lực, bất luận Kim Berry làm sao hất tay đều suý không thoát nàng. Buông tay. Kim Berry trừng mắt tràn đầy tơ máu con mắt quát, ta phải đi về. Trong rã 10 ngày hắn đều ở ẩn nhẫn, bây giờ nhìn đến hách bên trong thành, hắn cũng lại nhẫn không xuống đi tới. Dù cho là lao nhanh trở lại, cùng mọi người trong nhà đồng sinh cộng tử, hắn cũng đồng ý, vô len tư như khí, muốn thiên nộ, cũng là tìm một mình hắn phiền phức, nếu như hắn không hiện thân, hắn người nhà tất cả đều sẽ chết. Kim Berry lúc còn rất nhỏ, cha mẹ liền qua đời, là hắn gia gia nãi nãi đem hắn nuôi nấng lớn lên. Ở trong quá trình trưởng thành, hắn cô cô, cửu cửu, cũng vẫn bao dung che chở hắn, mới để hắn an toàn an tâm lớn lên. Không thể hảo hảo báo đáp người nhà, trái lại hại bọn họ rơi vào hiểm cảnh, Kim Berry là xấu hổ. Bởi vậy, hắn mới không muốn tiếp thu các đồng đội hảo ý, với bọn hắn đồng thời chạy ra ba rốt vương quốc. Bởi vì hắn biết, nếu như Tư không tìm được hắn, có cực cao có thể sẽ đối với hắn người nhà hạ thủ. Đây là Kim Berry không thể chịu đựng. Ngươi ngày hôm qua không có nghỉ ngơi, một đường thức đêm chạy về, coi như trở về thành cũng là chịu chết. Ông Doanh trầm ổn nói, ngược lại đã đến, không bằng trước nghỉ ngơi một chút, bồi dưỡng đủ tinh thần lại nói. Bọn họ chờ không được. Kim Berry hô. Hắn thà rằng trở về thành, thế mọi người trong nhà chịu chết. Ông Doanh nhìn hắn hai mắt Miễn cười nở nụ cười Ngươi cũng thật là quan tâm người thân A à. So với nàng nghĩ tới Càng có tình thân Biệt nói đùa ta Buông tay Buông tay Thả ra ta Kimberry liều mạng mà suý Làm thế nào cũng chạy không thoát Ngươi đi theo ta Mà ngươi thấy mấy cá nhân Ông Doanh nhưng không nói lời gì Lôi kéo hắn sau này chuyển hướng Nàng hướng về trên mông ngựa đá một cước mã bị kinh sợ, hướng cửa thành phương hướng chạy đi. Mình đi tìm những khác chủ nhân đi. Ông Doanh hướng mã vung vung tay, cùng nó nói lời từ biệt, sau đó lôi kéo Kim Berry tiếp tục sau này đi. Nàng mục tiêu là hách bên trong ngoài thành rừng rậm, tiến vào trong rừng rậm, nàng lôi Kim Berry hướng rừng rậm nơi sâu xa tiếp tục đi. Buông ra. Ta sẽ không cảm tạ ngươi. Ngươi có phải là điên rồi? Nào có như ngươi vậy giúp người? ngươi đây là buộc ta đi chết. Trong rừng rậm không ngừng vang lên kim họ hò hét, theo dần dần rời xa hách bên trong thành, hắn cũng biến thành càng ngày càng kích động, càng ngày càng cáo kỉnh. Hắn đã ở trong lòng ảo tưởng 100 lần người nhà sẽ gặp phải các loại nguy hiểm cùng ngược đãi, khả thống khổ nhất chính là, hắn nhưng đối này không thể ra sức. Hắn thậm chí ngay cả bỏ rơi ôn doanh đều không làm được. Con kia nhỏ gầy tay, tượng thiết nhất dạng kìm ở thủ đoạn của hắn, hắn so với ôn doanh cao, so với ôn doanh tráng, khả hiện tại bị quản thúc nhưng là mình, phản phất hắn mới là cái kia tiểu kê nhảy con. Ôn doanh đem liền khóc mang náo động đến Kim Berry kéo đến một tòa nhà trước. Tuy rằng Kim Berry rất phẫn nộ, rất kích động, nhưng nhìn thấy nhà trong nháy mắt vẫn là lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Đây là rừng rậm nơi sâu xa, tại sao có thể có lớn như vậy một ngôi nhà? Có ai hội trụ ở trong rừng rậm? Vào xem xem. Ông Doanh hỏi: "Ta phải về hết bên trong thành." Kim Berry tỉnh táo lại, nói một cách lạnh lùng: "Có người chờ ngươi rất lâu lạc." Ông Doanh căn bản không cho hắn lựa chọn, lôi kéo hắn bước lên bậc thang. Kim Berry vốn nên phản kháng, nhưng đang nghe rõ ông Doanh câu nói này thì lộ ra không rõ vẻ mặt. "Có người chờ hắn?" "Ai chờ hắn?" Đương Kim Berry bị ép theo ông Doanh lên bậc cấp bước vào căn phòng này kinh ngạc phát hiện, ở bên trong phòng dĩ nhiên có một cái vòng tròn hình sofa, tràn đầy ngồi một phòng toàn người. Bọn họ đều kích động nắm nắm đấm, đặc biệt là tối tuổi già hai vị, vẫn thẫn nhìn chầm chầm cửa lớn, đường cửa lớn mở ra, lộ ra kim berry mờ mịt mặt, hai vị lão nhân gia đều lập tức đứng dậy dùng tốc độ nhanh nhất đi tới trước mặt hắn. Âu, bối so với. Hai vị lão nhân thật chặt ôm ấp trước kim berry, lóe hạnh phúc nước mắt. Trên ghế salon người cũng đều đứng dậy, nhào lên thật chặt ôm ấp Kim Berry. Kim Berry một mặt mờ mịt, hắn chỉ có thể mê mang phân biệt cùng xác nhận những người này mặt. Gia Gia, Nải Nải, Cô Cô, Cửu Cửu. Thúc Thúc, Thẩm Thẩm, Dượng Mợ. Âu, còn có Tiểu Bỉ Lợi cùng Tiểu Lị Lị. Các ngươi làm sao hội đều ở này. Ông Doanh nhìn này một màn, hài lòng gật gù, sau đó liêu liêu tóc mái. Kim Berry kiếp sợ quay đầu nhìn nàng. Là ngươi, ân. Ông Doanh thoải mái thừa nhận sự thực này, nàng cười nói, các ngươi người một nhà tách ra lâu như vậy, nhất định có rất nhiều lời muốn nói, ta liền không quấy rầy, các ngươi chậm rãi tán gẫu đi, ta ra ngoài xem xem trong rừng rậm phong cảnh. Tiết, đi theo ta. Nàng đem vẫn yên tĩnh đứng góc con rối nhân kêu lên. Trên lý thuyết nàng không cần gọi, Tiết cũng sẽ theo nàng đi ra ngoài nhưng đối với Kim Berry người nhà môn mà nói, tiếp lại như là một người sống nhất dạng, vì không kinh hãi đến những này vô tội phàm nhân, nàng cũng không ngại nói nhiều một câu lời kịch, đưa cái này đoạn tự nhiên diễn quá khứ. Ông doanh hướng Kim Berry ngoắc ngoắc tay, sau đó cười đi ra ngoài. Khí trời tốt. Ông doanh xoay xoay lưng, nếu như bóng cây không đem ánh mặt trời chặn xong liền tốt hơn rồi. Nàng quyết định tạm thời ly khai này, tìm cái có thái dương sưởi địa phương ông doanh ở trong rừng rậm tìm tới một chỗ lá cây thưa thất vị trí ngay tại chỗ bày trận bình tĩnh lại tu hành một lát sau nàng mở mắt ra nhìn về phía nhà phương hướng quay đầu đối tiếc nói bọn họ bên kia thật giống tán gẫu xong tiếc ai ông doanh thở dài không có tâm trí con rối nhân vẫn là vô vị a à, ban đầu ta nên cố gắng nửa một điểm tuy nói con rối chi đạo chú ý chính là khống chế nhưng cũng có đại năng giả có thể làm cho con rối sinh ra linh trí lại như là pháp khí đạo khí sinh ra linh tính ngưng tụ thành khí linh đạo lý thí dụ như nàng nhị sư thúc chính là con rối chi đạo người tài ba nàng thu được con rối chính là nhị sư thúc tặng cho chẳng qua là ban đầu nhị sư thúc nói nàng đối con rối chi đạo nghiên cứu không sâu như dễ dàng sử dụng có linh trí con rối cực khả năng phản hại mình thân vì thế không chịu sẽ có linh trí con rối tặng cho nàng chỉ cấp một chút đang công kích cùng phe phòng ngự mặt có cao tính năng con rối, dùng nhị sư thúc độc môn bí quyết đem thần thức đánh vào bên trong, liền có thể dễ sai khiến. Dù cho ở bên ngoài 10 triệu dặm, những con rối này vẫn như cũ ở nàng nắm trong bàn tay. Mười ngày trước, nàng biết được vô tư có thể uy hiếp đến Kim Berry người nhà sau, liền lập tức thao túng tiếp đi Kim Berry gia tiếp đi rồi hắn người nhà, tịnh thu xếp ở rừng rậm nơi sâu xa. Trong rã 10 ngày, biết đều ở nơi này bảo bảo vệ bọn họ. Chương 20 Chương 20 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đi thôi. Ông Doanh vẫn như cũ không đem biết làm không khí, trở về nhà. Nhà là khác một con rối nhân dựng, là bị ông Doanh phái đi theo dõi Phất Thụy từng tiếng vào khoáng tràng con kia. Lúc đó biết đi cứu người, trong rừng rậm chỉ có cái này con rối nhân ở, vì thế hắn có thể tự do sử dụng các loại phép thuật, rất nhanh sẽ dựng khởi một đống rộng rãi nhà, nhưng vì cản công, là ngay tại chỗ lấy tài liệu, vì thế là một gian nhà gỗ. Nhưng nó rất lớn, vì vậy có thể xưng là nhà gỗ lớn. Trở lại nhà gỗ lớn, Kim Berry đứng nhà bên ngoài chờ hắn. Chỉ có Kim Berry một người. Đã cùng người nhà tán gẫu xong. Ông Danh hỏi. Vâng. Kim Berry nói, ta đã thuyết phục bọn họ, nếu không thể quay về hách bên trong thành, không bằng tới trước ái cầm vương quốc đi nhờ vả ta bá bá, hắn nhi tử là một vị kỵ sĩ, có đất phong, có thể thu lưu bọn họ. Bọn họ, ý tứ là, không bao gồm ngươi la. Ông doanh đạo, không bao gồm ta. Kim Berry hồi đáp, ta là một cái dòng binh, không thể lưu lại, chỉ có thể lang thang. Nói tới thực sự là lãng mạn. Ông Doanh cười hít mắt vỗ tay, nhưng nàng muốn nghe tịnh không câu này. Kim Berry trầm ngâm chốc lát, ngẩng đầu đối ôn doanh nói. Ôn ôn tiểu thư, ta chỉ biết là tên của ngài, có thể hỏi dò ngài dòng họ sao? Ôn chính là ta dòng họ, tên của ta là doanh, ở ta chỗ ấy, danh tự này chỉ chính là viên mãn không thiếu sót ý tứ. Ta chính thức xưng hô chính là ôn doanh, có quan hệ ta dòng họ cùng danh tự, hay là ngươi sẽ cảm thấy khó có thể lý giải được nhưng ta sau đó hội hảo hảo dạy ngươi. Ông Doanh Đạo Vâng Kim Berry đang đầu gối điểm, cúi đầu, tay phải đặt ở ngực trái, trái tim vị trí, thành kính thỉnh cầu nói. Ông Tiểu Thư, có thể không mời ngài cho phép ta, trở thành ngài người theo đuổi. Bất luận ngài đi hướng về phương nào, ta đều vĩnh viễn đi theo ở ngài phía sau, mặc cho điều khiển. Ông Doanh hơi ngẩng đầu lên, hỏi. Ngươi là cam tâm tình nguyện sao? vâng, ta cam tâm tình nguyện, muốn đi theo ngài bước chân. Kim Berry kính cẩn mà đem tay phải dời đi, dơ lên, muốn nâng lên, một giây sau, hắn liền bị ôn doanh kéo lên. Ôn doanh thậm chí khách khí đưa tay phủi một cái hắn trên đầu gối hôi. Kim Berry bối rối. a, à, là cái này bước đi sao? Thấy hắn dạy ra, ôn doanh cũng kinh ngạc. Chẳng lẽ không là quy củ này sao? Thu tiểu đệ không đều là tiểu đệ trước quỳ xuống, thân là đại ca đại tỷ lại khách khí đem hắn nâng dậy đến, lấy biểu tôn trọng sao. Dù cho là hoàng đế thu tay lại hạ cũng là bộ này trình tự A. À. Kim Berry im lặng, ngoan ngoãn nói. Cái này đi theo nghi thức ta cũng chỉ là nghe nói qua, lần thứ nhất làm, nếu là đi theo ngài, đương nhiên là nghe ngài, theo lời ngài đến. Vậy trước tiên trạm đứng lên đi. Ông Doanh bị quấy rầy tiết tấu, có chút cản công, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, cứ việc yên tâm, nếu làm ta người theo đuổi, ta liền nhất định sẽ che chở ngươi. Kim Berry sờ sờ môi, bắt đầu chần chờ hắn rốt cuộc muốn không muốn mở miệng nhắc nhở ấn theo nghi thức hẳn là mình hứa hẹn dùng mệnh đến bảo vệ bị người theo đuổi. Bất quá, đi theo nghi thức đến cùng là cái gì quy củ, kỳ thực hắn cũng không phải hiểu lắm, đều là nói chuyện phím thì từ người khác này nghe. Nếu ôn doanh cử chỉ xem ra rất trôi chảy, vẫn là nghe nàng đi đối với đội viên biến thủ trưởng sự thực này kimberry tiếp thu đến mức rất nhanh từ khi hắn biết đội viên ôn ôn không chỉ có là cái hỏa phép thuật sĩ hơn nữa còn hội chữa trị thuật hắn liền cũng định muốn đem ôn doanh xem là một vị tổ tông đến ưu đãi sau đó lại trải qua ôn doanh treo lên đánh amon tiểu đội sự kiện làm hắn đối ôn doanh thực lực càng gia tăng rồi một chút sợ hãi hắn đã đoán không ra nàng mạnh bao nhiêu chỉ biết là nàng nhất định rất mạnh mạnh đến nỗi hắn không thế nào tưởng tượng được. Ở tận mắt nhìn trước đây, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, cuồng phong, dĩ nhiên có thể thổi chết nhân. Thổi chết, nhân. Sau đó, ôn doanh biểu hiện ra tất cả càng là làm hắn cực kỳ sợ hãi, nhưng hắn lúc đó đầy đầu đều là cứu người nhà, cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa, mãi đến tận vừa đứng nhà gỗ lớn ngoại chờ đợi ôn doanh thì, đơn độc hồi ức 10 ngày trước sự tình, mới rõ ràng ôn doanh đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ nàng biểu hiện ra chính là toàn trí toàn năng nhưng hắn bây giờ đối ôn doanh thái độ thì lại càng phức tạp tuy rằng cảm thấy hoảng sợ nhưng lại cực kỳ cảm tạ bởi vì ôn doanh phái ra thuộc hạ sớm cứu đi hắn người nhà không có để hắn người nhà bị kinh sợ nguy hiểm hắn gia gia nãy nãy tuổi đã như vậy lớn hơn nếu là bị vô lên tư phái người đe dọa một phen còn không biết hội xảy ra chuyện gì đây May là hiện tại cái gì nguy cơ đều không phát sinh, gia gia nãi nãi, cô cô cửu cửu. Liền hai tiểu hài tử cũng tất cả đều không có chuyện gì. Lúc đó hắn liền đang nghĩ, Ôn Doanh 10 ngày trước cũng đã cứu hắn người nhà, này nàng 10 ngày này cùng hắn thì việc làm đến cùng là đang làm gì? Động não ngẫm nghĩ tưởng liền rõ ràng, nàng nên có mục đích khác, Kim Berry lớn mật suy đoán, hoài nghi Ôn Doanh là không có người có thể xài được. Khiếm thấy nhận thức hắn như thế cái hậu cần làm rất tốt đội trưởng, liền muốn thu nạp nhân tài, lưu vị thuộc hạ của chính mình. Vì thế, hắn vừa liền lớn mật đưa ra muốn làm ôn doanh người theo đuổi, cũng quả nhiên thu được đồng ý. Đúng rồi, cái kia ái cầm vương quốc là nơi nào? Ôn doanh hỏi hắn. Muốn hướng về bắc đi, ta cũng chưa từng đi. Kim Berry hồi đáp là ta bá bá đã từng viết quá một phong thư trở về, yêu mời chúng ta toàn gia chuyển tới hắn chỗ ấy đi trụ, dù sao có cái kỵ sĩ che chở tự nhiên sẽ trải qua rất dễ dàng. Chúng ta còn chưa kịp hồi phục, liền xảy ra vấn đề rồi. Mới vừa viết tin. Ông Doanh gật gù, nói như vậy, chuyển tới trụ còn rất thích hợp. Nếu như phong thư này là trước đây thật lâu viết, vậy thì mất đi hữu hiệu tính, dù sao ở thời đại này, một tên kỵ sĩ tịnh không ý nghĩa trước bác sắc, một khi kỵ sĩ có chuyện, đất phong là có thể bị thu hồi. Ngươi không cần lo lắng người nhà, ta sẽ an bài mặt khác hai người thủ hạ hộ tống các nàng đi ái cầm vương quốc, mãi đến tận tìm tới ngươi bá bá người một nhà mới thôi. Nàng nói cho Kim Berry. Kim Berry cảm kích cúi người xuống. Đa tạ đại nhân. Ông Doanh cười cười. Nếu là Kim Berry tổng lo lắng hắn người nhà, thì lại làm sao có thể toàn tâm toàn ý vì nàng làm việc đâu. Quả nhiên, Giải quyết người nhà thu xếp vấn đề sau, Kim Berry cả người đều có vẻ ung dung. Bất quá hắn vẫn như cũ có chuyện không nghĩ ra, vậy thì là Amon lúc trước vì sao lại lưu cái kế tiếp hoặc mấy cái người biết chuyện, lẽ nào hắn dự trước biết mình sẽ xảy ra chuyện. Sau đó những người biết chuyện kia tại sao lại không chờ ở lên trang viên đâu. Đáng tiếc, chúng ta đã ly khai vương đô, e sợ sau đó cũng không có cơ hội biết rồi. Nhĩ Hảo Kỳ A Ông Doanh đột nhiên hỏi hắn. Kim Berry sững sốt một chút, kinh ngạc hỏi ngược lại. Lẽ nào ngài biết chuyện gì thế này? Ta biết a. À. Ông Doanh đáng ghét nhất chính là không biết, đặc biệt là chuyện này bên trong có nàng nhúng tay, liền càng không thể chịu đựng có chuyện gì là người khác biết nàng không biết. Amon trước khi chết lưu cái kế tiếp bí ẩn, nàng tự nhiên phải nghĩ biện pháp mở ra, bởi vậy, nàng phân biệt ở lên trang viên lưu cái kế tiếp ám tử. Lại hướng hách bên trong thành phủ thành chủ phái ra một cái ám tử, thông qua nghe trộm làm rõ toàn bộ chân tướng. Này không phải cái gì không thể nói bí mật, ông Doanh Hào Phóng cùng hắn chia sẻ. Căn bản cũng không có người biết chuyện, lúc trước Amon là lừa các ngươi. Lừa gạt. Kimberry càng bối rối, hắn tại sao muốn gạt chúng ta? Tự nhiên là lừa các ngươi nhổ cỏ tận gốc, chủ động lựa chọn trở về Glen Trang Viên A. Ông Doanh đạo. Len trong trang viên không có người biết chuyện, nhưng có một cái bẫy. Nếu các ngươi tiến vào Len trang viên tịnh lưu lại, chẳng mấy chốc sẽ có một nhóm người sát trở về, đem các ngươi tận diệt. Thật sự. Kim Berry bận biệu nói, ta không phải nghi vấn ngài, nhưng ta thật là không nghĩ tới hắn trước khi chết lại vẫn có thể cân nhắc đến như thế nhiều. đều là sớm sắp xếp. Ông Doanh đạo, hắn hẳn là nhận vô Len tư nhiệm vụ, không biết có hay không quá dòng binh công hội Minh lộ nhưng khẳng định nhận nhiệm vụ phải cho Lên Tư làm một chuyện. Vì thế Lên Tư phi thường quan tâm an toàn của bọn họ để lại một thứ, hẳn là bóp nát liền có thế biết Amon tiểu đội người có chuyện, sau đó lập tức sắp xếp người đi lên trang viên mai phục. Ngươi yên tâm, lúc đó những người kia đã toàn bộ đều bị ta chặn ở bên ngoài, vì thế liền các ngươi mặt cũng không nhìn thấy, không thấy chúng ta mặt. Kim Berry cao hứng lên, không dùng qua với cao hứng chỉ là không nhìn thấy các ngươi mặt, nhưng tịnh không có nghĩa là không biết các ngươi là ai. Ông Doanh nói, thủ hạ của ta đem người nhà ngươi tiếp đi rồi, phủ thành chủ người đến muộn một bước, nói rõ bọn họ biết là các ngươi tiểu đội người động thủ, chí ít, bọn họ nhận cho các ngươi tham dự. Kim Berry cười khổ. Đúng là tham dự, chí ít bọn họ toàn bộ hành trình đứng ở bên cạnh xem xong. Vì thế, ngươi vẫn phải là đi theo ta. Ông Doanh làm tổng kết trần từ lý do thay đổi kết quả không thay đổi cho tới rốt cuộc muốn đi đâu Kimberly cũng thử nghiệm hỏi thăm ôn doanh nhưng không hề trả lời nàng phái ra con rối nhân vào thành chạy một vòng mua trở về một quyển đại lục địa đồ sau đó liền chờ ở căn phòng lớn bên trong trắng đêm nghiền ngẫm đọc